Chào mừng quý vị khán giả đang đến với trận bài CSV ngày hôm nay. Đêm nay chỉ một đêm duy nhất, tại sòng bạc CSV sẽ xảy ra trận chung kết giữa hai thần bài. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón thần bài đến từ Ma Cao, Đỗ Thanh. Và bây giờ chúng ta hãy nồng nhiệt chào đón đối thủ của Đỗ Thanh, Đỗ Khát. Đỗ Khát là một cái tên không còn xa lạ trong đô thị môi trường. Chúng ta cược tối đa là 100 triệu đồng. Tôi đặt hết. Tới Đỗ Khát. Đi đâu vậy? Em đi lấy tiền anh ơi, nãy ra lo chào quá quên đem tiền rồi. Cắt. Đợi lý đâu? Dạ. Anh coi ai đang ngồi trong đoàn của tôi vậy? Diễn viên chính Nhật Quang của tôi đâu? Dạ, anh thông cảm, anh Nhật Quang anh báo bận anh quay không được. Báo bận thì cũng phải báo lịch cho tôi biết chứ. Dạ em sợ anh la em không dám báo. Bây giờ tôi la cậu nè. Mình kiếm người thế được mà. Nha. Diễn viên đúng thế hả? Dạ. Bây giờ tôi lỡ thôi máy hết rồi. Thôi nhanh đi. Dạ rồi. Ê. Rồi đây hiểu. Em hả? Anh này được không anh? Cậu ta mới làm hư phim tôi đó. Không anh ơi, thằng này là con của cái bà nấu cơm cho đoàn mình. Được cái nó chăm chỉ lắm anh. Với lại á, em cho nó đóng mấy giày tí á, em thấy nó đóng cũng được. Hay là mình cho nó đóng nha anh. Nhanh đi. Rồi. Bây giờ nha. Dạ. Ông nói cái gì thì mày làm cái đó nghe chưa? Dạ. Rồi. Nè, cậu tên gì? Dạ. Em tên Phú anh ơi. Bây giờ cái phân đoàn của anh cần như vậy. Nam chính sẽ bị chết đè. Chết đè. Đúng. Anh ơi, em chỉ nghe bóng đè chứ em chưa hiểu chết đè là chết sao luôn á. Chết đè có nghĩa là một cái cây nào đó sẽ đè lên nam diễn viên chính rồi chết vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok anh em làm được. Được đúng không? Dạ chắc chắn em làm được. Bây giờ tôi nói cậu nghe nè, cậu chỉ việc nằm yên, không thoại. Tâm lý. Chắc chắn em sẽ làm được cái vai nè. Được đúng không? Dạ anh cho em cơ hội để em vui rồi. Ok, thiết kế cho cây ra. Thiết kế cho cây ơi. Nhanh. Trời đất ơi, cái cây đậu phụ đâu? Hư rồi, lấy đại cây thiệt đi. Nhanh. Nói nghe nè, chờ chút xíu, kéo chịu ra. Rồi, cố gắng giúp anh nha. Camera sẵn sàng. Máy chạy. Trợ lý. Thì vừa giùm lặng, xin cảm ơn. 3, 2, 1, diễn. Cậu làm cái gì vậy? Em chết. Tôi đã dặn là không thoại mà cậu cho em chết đây là sao? Không, em phải nói cho người ta biết em chết chứ, em cứ nằm em nhắm mắt mà cái cây nó đè vậy là người ta đâu có biết khung nào em chết đâu. Nè, không có cãi nha. Bây giờ quay được không? Không thoại, không tâm lý. Không thoại gì hả? Một lần ăn ngay. À dạ, một lần ăn ngay. Ok, không hỏi. Ok, không cãi anh. Chuẩn bị nha. Dạ. Camera. Máy chạy. Trợ lý. Hiện trường cho em lặng, xin cảm ơn. 3, 2, 1, diễn. Cậu làm cái gì nữa vậy? Anh ơi, cái khúc này em nói thiệt anh. Anh là đạo diễn, anh coi em không hiểu là sao anh làm đạo diễn luôn á. Anh thấy coi cái khúc cây nó to như vậy đè lên mà người ta chết liền không? Nhiều người ta còn hơi, người ta còn ca câu giọng cổ nhưng người ta mới chết. Ví dụ như vậy nè. Trời ơi, tôi chết ở nơi đây không phải vì dao đâm hay là súng bắn, mà tôi chết ở nơi đây là bởi cái gốc cây nọ đè rồi người ta mới chết đó. Vậy nè. Rồi anh là đạo diễn, anh này hiểu tâm lý nhân vật. Ok, coi như là tôi sai, nhưng lần này tôi nói là cậu không được thoại, cậu không được diễn, chỉ có nằm im thôi. Phân đoạn chỉ cần như vậy thôi. Ok. Không được thoại hả? Nhớ chưa? Ok. Em nhớ anh. Ok, không hỏi. Dạ ok, không cãi. Chuẩn bị. Camera máy chạy. Trợ lý. Thì chưa chấm lặng, xin cảm ơn. 3, 2, 1, diễn. Đúng rồi. Hay lắm Phú ơi. Cố lên, chút xíu rồi thôi. Đúng rồi, cái cảnh này nè, đó. Em diễn tiền lắm, phải quay phòng kết vô. Ừ, đó, đúng rồi, đó, nó như phải dư vậy đó. Ừ. Hay lắm. Chắc, good test, one more. Ây da. Cái cảnh vừa rồi em quay được không ha? Tốt lắm, vừa rồi em quay rất tốt nha. Bây giờ giúp anh quay thêm một cảnh nữa. Dạ, em được diễn nữa. Em đóng nam chính luôn. Trời ơi, anh ơi, em được đóng nam chính rồi. Rồi, bây giờ cái vân đoàn này của anh á, em được diễn, em được xài tâm lý luôn. Em được xài tâm lý. Mà không được thoại. Không được thoại. Nha, giúp nhưng anh. Nhưng mà em được xài tâm lý đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Cảnh này là nam chính bị bắn chết. Anh ơi,
không có anh kiếm cái vai nào mà quần chúng cũng được. Em chạy qua em chạy lại cũng được, nhưng mà anh được cho em chết nữa được không? Em ơi, đây là cơ hội của em. Em được thế năm chín mà em. Nhưng mà em có được diễn không? Em được diễn, được xài tâm lý. Em được diễn, em được... Dạ được nha, giúp anh nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ cái vấn đề như vậy nè. Khi Mạnh Hồ 3, 2, 1 diễn, tiếng súng nổ lên là em sẽ phun máu rồi em nằm gục ra. Em phun máu nằm gục ra. Em hiểu rồi. Ok. Ok anh. Giúp anh nha. Dạ dạ. Rồi thiết kế cho máu. Cho anh thiết kế ơi. Nhanh nhanh. Nhanh lên nữa. Rồi chuẩn bị. Cho bên ra. Máy chạy. Trợ lý. Điện trường diễn lần xin các bạn. 3 2 1 diễn. Chết. Cô làm gì vậy? Sao anh? Súng bắn rồi máu phun đâu? Ủa máu gì anh? Máu thiết kế mới đưa cho cậu đó. Không, em ơi, em mới nằm em tưởng mệt quá, đưa nước siro em ngọt em nuốt uống luôn rồi. Trời ơi, cái đó là máu giả. Ủa cái đó là máu hả? Thì em không, anh em xin lỗi nha. Anh đừng nhớ em. Đây nè, bây giờ tôi cho một cơ hội nữa nha. Dạ. Nhớ cái đó là máu giả. Bắn một cái là phun ra. Bắn cái là phun ra. Nha. Thiết kế. Chờ ba thiết kế ơi. Nhanh thiết kế. Ủa nha, giúp anh nha. Rồi. Nè bây giờ là chuyện gì sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng chưa? Tôi hỏi sẵn sàng chưa? Dạ. Anh hỏi làm gì em nuốt nước rồi nè. À. Em ra tới giờ là em ok là máu vô rồi em phun ra. Rồi. Anh hỏi quay. Rồi anh xin lỗi, anh sai, lần này em sai nha. Thiết kế. Diễn. Tốt lắm. Anh ơi, em cậu mới làm gì đó? Em phun máu tung tóe. Cậu phun vô mặt tôi, cậu có thấy không? Thì em chết, em không nhìn thấy anh. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Em xin lỗi anh ơi. Cậu diễn xuất như vậy hả? Em sẽ cố gắng, anh cho em cơ hội. Như vậy mà cũng đòi là diễn viên hả? Không. Tôi nói cho cậu biết, cậu nên ở nhà phụ mẹ nấu cơm cho đoàn thì hơn. Cái thứ diễn viên như cậu á, cậu làm hư biết bao nhiêu test phim của tôi rồi, cậu biết chưa? Không quay gì nữa. Off đoàn. Anh trợ lý ơi. Anh trợ lý nói giùm em tiếng anh trợ lý ơi. Tao đã nói mày rồi, ổng kêu cái gì thì mày làm cái đó. Tự nhiên mày cãi ông chi vậy? Để tao khuyên ổng. Anh nói giùm em tiếng. Anh đâu diễn? Anh đâu diễn? Phú hay Phú, đi về con. Trời ơi, không biết cái thằng nào mà nó làm cho cái đòn ớt sớm. Mình đi về, được về rồi, đi về con. Đi. Má về đi, một lát con về, má đừng có hỏi con nữa. Rồi, tao hiểu rồi đó. Phú ơi, má nói với con rồi. Diễn cái gì mà diễn, xin diễn nữa đúng không? Lại bị chửi. Mười mấy đòn rồi Phú ơi, hai má con mình á, xin vô cái đòn này. Bây giờ mà con mà làm cho bị đuổi nữa, hai má con mình xin sống bằng cái gì? Đó là đam mê của con má à. Trời ơi, Phú, đam mê gì mà con chạy theo cái hào quang ảo đó rồi được cái gì? Tương lai của con, rồi hai má con mình má làm sao? Má ơi, thì con có ước mơ. Trời ơi, ước mơ gì nó không nuôi nổi cho hai má con của mình. Ước mơ của con là kiếm được nhiều tiền để lo cho má. Vì con nghĩ á, khi trở thành diễn viên, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo cho má. Má thương con, má đừng có ngăn cản con nữa nha má. Cuộc sống của hai má con mình đã khổ lắm rồi. Con muốn cứ tiếp tục như vậy nữa má ơi. Con mê được diễn. Con nằm mơ thấy con được diễn má. Phú ơi, má thương con lắm. Nhưng mà nghề diễn viên không phải là muốn diễn là diễn được đâu con. Phải có đi học, rồi phải qua trường lớp. Mà hai má con mình cuộc sống mưu sinh còn khó khăn, tiền đâu để má cho con đi học. Má xin lỗi. Nè cậu Phú. Cậu đạo diễn. Anh ơi, em xin lỗi anh nha. Thực ra là tôi quay trở lại đó là để tôi xin lỗi cậu đó. Không anh ơi, lỗi là do em. Anh đã cho em cơ hội mà em làm không được mà. Lỗi là do tôi. Rồi tôi có hơi lớn tiếng với cậu nữa. Nhưng mà tôi có để ý trong cậu một điều tôi rất thích, đó là đam mê. Với cái nghề diễn viên này tôi nghĩ là đam mê không thì chưa đủ, còn phải học hành, còn phải rèn luyện, còn phải trau dồi, còn phải kinh nghiệm rất nhiều thứ. Trước mắt á, tôi sẽ giúp cậu. Anh ơi, anh giúp em hả? Má ơi, anh giúp con má ơi. Tôi sẽ cho cậu đi theo đoàn.
giúp hết tất cả các anh em, từ khâu nhỏ nhất cho tới khâu lớn nhất. Anh em sẽ lấy nghề, dạy nghề cho cậu. Rồi nếu như sau này có một gia nào đó phù hợp, tôi sẽ cho cậu thử. Cảm ơn cậu. Má ơi, lần này nhất định con sẽ thực hiện được cái đam mê của con. Má ơi, anh ơi, anh cho em đóng phim nữa hả? Đúng. Anh ơi, anh cho em đóng vai gì nữa vậy? Xác chết. Trời ơi. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Xuân Phú. Ban đầu thì Lộc cũng có chủ kiến là đưa ra một cái kịch bản nào đó cho Phú, nhưng mà Phú nói thôi anh ơi, bây giờ anh cho em suy nghĩ đi, tại vì em muốn thực hiện cái ước mơ của mình, đó chỉ là làm một cái để mà gửi cho mẹ. Thì rõ ràng là cả một cái tiểu phẩm này nó như là cái ước mơ của Phú, thật sự của Phú và cuộc đời của Phú trong đó cũng có một niềm khát khao. Nhưng đôi khi những cái niềm khát khao đó không phải là mình muốn thực hiện là thực hiện liền, phải có một sự rèn giũa. Những cái điều đó bản thân Phú cũng đã nói cho khán giả và tự nhắc nhở bản thân mình trong chính cái tiểu phẩm này. Cái vấn đề nằm đây nè Phú à, ước mơ, khao khát, muốn làm mà em nhiệt tình quá, em không có kiểm soát được con người của em. Kim lên sân khấu, cái người em nó bị căng thẳng, căng cơ, và em liên tục sẽ làm cho người khác mệt mỏi. Nhưng mà không có được, cái người diễn viên em phải tách ra, đâu là cái người diễn viên và đâu là Phú. Em là một diễn viên mà nếu thoại ABC là vô, mà ABG là em chết. Nói ngày hôm nay để em về, đam mê thì vẫn đam mê, vẫn đờn hát cho vợ con nghe được, nhưng chọn cho một mình một cái ngành nghề nào đó có thể sinh sống, và trước tiên là lo cho mẹ em cái đã. Chị ngồi đây, chị muốn ngoài góp ý cho em còn phải góp luôn cái tâm và cái đức. Giống như thầy ngày xưa, thầy Nguyễn Công Ninh đã từng nói với đạo diễn Vũ Ngọc Đảng á, Vũ Ngọc Đảng diễn chung chị, diễn hồi cái chị diễn luôn, chị diễn qua mặt ông Đảng luôn à. Cái thầy nói là Đảng ơi, em chọn nghề khác đi, nghề diễn viên không phải là nghề của em. Trời ơi, lúc đó nghe câu đó thăm một thiệt, diễn viên nào mà không phóng lên nóc nhà, đau lòng lắm. Nhưng mà bây giờ Vũ Ngọc Đảng đã thành công trong con đường đạo diễn. Và lúc nào Đảng cũng nhớ câu đó, hỏi bà Hương mà còn nhớ câu đó, nó nhớ. Và chị muốn em phải suy nghĩ thật kỹ sau tối đêm nay. Tối đêm nay em đã làm thành công trên mức bình thường em muốn. Nằm đi, rồi suy nghĩ coi em có nên làm nghề này hay không. Đây là lời nói chân tình của chị Việt Hương. Dạ, cảm ơn chị. Nha. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Tại sao tác giả lại có thể viết một câu chuyện ngôn tình bi thương đến như vậy? Chàng trai trở về chốn cũ, chỉ mong được gặp lại người xưa. Nhưng sao cô gái vẫn chưa đến, để cho chàng trai đợi chờ trong mỏi mòn giữa sương tuyết giá lạnh. Liệu rằng họ có thể gặp lại nhau được hay không? Giờ hẹn đã đến, trời đã bắt đầu lạnh dần. Tự nhiên mình thèm ăn cà lem quá. Chú cà lem, cho con một cây cà lem. Em tới rồi. Lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hạt, và khi cơn mưa như nặng hạt, chợt có bóng nước chợt tan. Mẹ bảo ta bong bóng mưa đó con quỷ. Đấy, kỳ quá. Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bong. Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn, cổ tích bong bóng và mưa. Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa. Yêu là yêu có thế thôi, thu về là mưa không ngớt. Bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh. Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian. Vì mưa chiều có chính mưa mà thôi. Không biết đâu tự nhiên chết bể bóng ta à. Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tại em khó khăn lắm em mới có được mớ bong bóng chết bể bóng người ta. Anh ơi, đâu? Xấu xa. Không phải đâu. Trời ơi, tại sao chàng trai lại ngốc nghếch đến như vậy? Tại sao lại chết bể bóng cô gái chứ? Người ta giận rồi kìa.
liệu rằng họ có thể đến được với nhau hay không? Trời càng lúc càng lạnh, không lẽ mình ăn cà lem nữa hay sao? Chú cà lem ơi, cho con một cây nữa đi. Em nói rồi, anh là đồ xấu xa. Bây giờ á, nghe lời của cô, đi vô trong đó ăn rồi uống thuốc nha không? Thôi không vô, ở đây chơi vui, ở đây chơi vui. Bây giờ một là vô trong ăn, còn hai là tôi chết. Nhanh lên. Ê trời ơi, cái gì mà bà đâu rồi? Trời ơi, đi kiếm từ cuối làng đến cuối xóm mà không thấy, đi đâu tới giờ này chưa về. Vợ ơi là vợ ơi. Dạ. Nè, bà đi đâu từ sớm mơ tới giờ mới về? Tôi đi làm móng. Bà đi làm móng mà bà đi từ lúc mặt trời ló dạng đến bây giờ là hoàng hôn rồi bà mới về tới nhà. Bà dũa móng bò à hả? Ông bớt bớt cái miệng lại nha. Tôi đi làm móng có quá trình đàng hoàng. Tôi làm một tiệm, tôi dũa một móng. Bà vô một tiệm, bà dũa một móng. Nó có quất cái mỏ bà so le luôn không? Ông không có biết gì hết trơn cái trời á. Tôi vô trong đó tôi dũa một móng mà tôi trả nguyên một bộ. Trời ơi là trời. Như ơi, vậy tụi nó mới tôn sùng tôi. Trời bà ơi, bà dũa một cái móng tay bà trả tiền một bộ. Tôi đi 10 tiệm, tôi trả 10 bộ móng, tụi nó văng băng rôn chào đón tôi luôn đó. Trời ơi, bà xài tiền như không có lỗ sỏ. Tiền như vậy bà xài, bà không lo làm lo ăn gì hết, suốt ngày bà xài tiền kiểu đó, tiền nào mà chịu cho nổi. Gia đình có điều kiện mà, có tiền không xài để làm cái gì? Bao năm ta sống hiên ngang, chẳng cần lo toan, ai riêng ai làm, mặt xác mình đâu cần làm. Vì xưa kia cha mẹ để lại phần tài sản rất to, ăn ngoài không hết, à ha, thì làm ma chi? Giỏi! Nhưng tôi luôn nhớ câu xưa ông bà hay khuyên, siêng ăn biếng làm là gốc tàn quan cửa nhà. Rồi trong khi ta sắp hết tiền thì con em phất lên, nó nhờ cây khế ra trái mà giờ giao to. Cái bà gì? Lo mà ăn xài nữa đi, bây giờ sắp đi ăn mài tới nơi kia kìa. Nhưng mà tại sao con em tôi nó giàu? Con em của bà, cái hồi ba má chết, bà lấy hết tài sản nhà cửa bà đuổi nó ra cái ngoài gốc khế, bà nhớ không? Rồi sao? Con cái con quạ nó bị điên, nó ghé lại nó ăn trái khế rồi nó chở con em bà ra đảo lấy vàng. Bây giờ trong nhà nó là vàng không ở trong đó đó. Trời ơi, không được, không được. Ông với tôi, ông với tôi phải mau qua nhà nó, bằng mọi giá phải lấy lại cây khế. Được, từ từ đợi tôi với coi. Đi từ từ, lẹ lên, sắp tới cây khế rồi. Nhà rồi. Mình ơi, cây khế nè mình ơi. Trời ơi, cây khế đó hả? Cây khế nè. Trời ơi, căn nhà của con em nè mình ơi. Cái này là cái cửa nè, cái này là cái mái nhà nè, biết không? Đó, đó. Đây là cây khế nè. Đó. Khế ra trái nhiều quá mình ơi. Nhìn thích quá mình ơi. Thấy cây khế không? Thấy cây khế không? Nói nghe nè, ở dưới đây ai cũng hiểu hết á. Chỉ có ông là không hiểu thôi đó. Coi như tôi minh họa mà bị lố đi. Bây giờ có cách xử chưa? Rồi. Em gái ơi, ra đây chị ruột nói chuyện nè. Dạ. Ủa, anh chị qua nhà thăm em hả? Trời ơi, sao tự nhiên qua đây mà không nói em một tiếng nào hết vậy? Trời đất ơi, em biết dạ. Không? Từ cái hồi mà ba má của em chết là ba má vợ của anh nè. Dạ. Em ra ngoài gốc khế, cái chị của em á, ở với anh ở trong cái căn nhà ba gian của ba má đó. Cái tự nhiên nó ngọt ngạt á. Dạ. Nó nóng nực á, không có quen, cho nên anh chị đã đấu tranh tư tưởng. Bây giờ anh chị ra đây, anh chị tính là em cứ dọn vô cái căn nhà ba gian đó đi, anh chị ra cây khế ở. Dạ, không có được. Tại vì hồi nào giờ em sống với cây khế với nhà em quen rồi. Bây giờ vô trong đó em sống không có quen. Chị. Em gái. Dạ.
Lâu lắm rồi chị không đến chơi. Cây khế đó lá bạc như vôi. À, em khỏe không? À, dạ em khỏe. Chị khỏe không? Chị không khỏe. Ôi, chị bị sao vậy chị? Chị buồn. Chị nhớ lại thời thơ ấu của chị em mình. Ngày xưa có thời chị em mình chạy tung tăng bên cây khế. Bây giờ chị ở nhà ba gia bên kia. Chị nhớ, chị buồn. Chị bệnh. Chị em bị bệnh á anh. Chị em bệnh dữ lắm. Trời, chị em bị bệnh gì vậy anh? Má ho gà. Má nhớ cây khế, má nhớ em mà má ho gà, má ho từ đêm cho tới sáng. Má ho từ sáng cho tới tối. Má ho càng ngày càng dữ dội, má ho mà má lăn lộn ra máu. Em biết không, ho ra máu xong rồi bà còn ho mà bà lăn 8 vòng. Bữa đó bà lăn 8 vòng xong bà ho dữ dội văng nguyên cái phổi ra ngoài luôn. Chị ơi chị, ho mà văng cái phổi là ho như thế nào vậy chị? Sao em tò mò chi vậy em? Dạ. Trời ơi, cái đó là anh của em bịa đặt đó. Chứ chị ho như vậy loại phổi, làm sao chị sống được hả em? Mà đâu có phải một mình chị bệnh cưng. Ủa, vậy... Anh cũng bệnh nữa đó. Anh cũng bệnh nữa hả? Anh bệnh nặng lắm cưng ơi. Thôi, anh bị bệnh gì vậy chị? Anh bệnh về xương khớp. Ờ đúng rồi, anh đâu có đi nổi, anh chống gậy nè, em thấy không? Bữa nay là phẻ đó. Chứ mấy bữa trước á là anh quỳ luôn, anh không có đi đó. Xương nó nhức lắm em ơi. Chưa hết đâu, chân tay co rúp lại. Ủa chị, anh quỳ như vậy rồi chân tay co rúp rồi anh đi làm sao chị? Anh đâu có đi được em. Anh lết không à? Trời ơi, sao mà anh em bệnh nặng dữ vậy chị? Đừng mình ơi, đừng nói nữa. Thôi, đừng. Cứ để cho cô em cô biết. Ảnh bệnh nặng vậy, rồi cuốc họng của ảnh á tắt luôn, không nói được. Chị lo em. Dạ. Chị mới đưa ảnh đi thầy Lan. Dạ. Thầy Lan phán với chị rằng. Phán cái gì chị? Ảnh bị ung thư. Ung thư là sao vậy anh? Tôi đố ông diễn được cái nét này đó. Em biết không, khi hay tin anh bị ung thư, anh muốn chạy qua đây, anh kéo em về ở chung với vợ anh. Nhưng mà cuối cùng là ông thầy Lan cũng khám lộn em. Ủa vậy làm ăn tắc trách dễ sợ luôn. Ủa vậy là khám lộn hả chị? Khám lộn. Khám lộn ha. Trời ơi, hai anh chị làm em lo quá. Vậy là hả, chỉ vì nhớ em nhớ cây khế mà anh chị ra nông nổi này. Không ấy, mai em ra chợ em mua tặng anh chị cây khế nha. Không có được. Anh chị muốn là ra đây ở. Nói đi. Dạ. Dạ anh chị em muốn... ơi, ngày hôm nay chị qua đây. Chị tính là như vậy nè. Ê, ai mượn tụi bay? Ai mượn? Ủa anh ơi, chị nói chuyện với ai vậy anh? Mình nói giùm em đi. Để em canh tụi này, mình nói đi, nói đi. Ủa làm sao vậy anh? Vậy nè, em biết sao không? Tính lại là ngày hôm nay anh chị qua đây, anh chị tính á là anh chị nói với em á là ai mượn tụi mày, đứng yên trong đó đi, làm bể gì tao hết à. Ủa anh ơi, anh cũng điên giống chị hả? Không có. Dạ, hai anh chị nói chuyện, nói chung với em nói hả? Nói chung đi. Nói chung á là bữa nay anh chị qua anh đây chị á, là anh chị tính với lại Ủa vậy rốt cuộc là hai anh chị qua đây anh chị muốn cái gì? Bây giờ mệt quá, bây giờ không giấu giếm nữa. Tụi tao muốn cướp cây khế. Hả?
cây khế lại cho tụi tao. Để biết so sánh ghê, nó so sánh cuộc đời để với nùi dẻ kìa. Bây giờ mày nói đi, mày có chịu đưa cây khế cho tao không? Không. Mày không đưa, tao kêu lý trưởng tới. Chị. Mời lý trưởng. Tới rồi nè. Ủa cái gì mà sắp đặt quá giờ mới kêu có liền vậy? Sắp đặt cái gì hả? Ta nói nghe, hai vợ chồng các ngươi đi tới đâu gây quả tới đó. Vô duyên. Chuyện của các ngươi á, ngoài chợ người ta đồ mầm lên kìa, giờ qua đây muốn gì nữa? Cô gái lương thiện. Dạ. Bây giờ cô gái hãy đưa đơn kiện đi, ta là lý trưởng sẽ làm trắng ra trắng, đen ra đen. Dạ, con không có mượn. Dạ, thưa lý trưởng, thực ra bây giờ á, cuộc sống của con với cây khế á, nó là quá đủ rồi. Con không có muốn thưa kiện ai hết trơn á. Con bé này làm sao ấy? Trời ơi, cái gì vậy? Đi vô đây. Ông đi đâu vậy? Trời ơi là trời. Tôi kêu ông tới là xử tụi tôi, tự nhiên ông tới cái ông đâm bị thóc thần bị gạo biểu, nó thưa tụi tôi làm sao? Ông làm sao cho tôi lấy được cây khế đi chứ? Trời đất ơi, các ngươi đã có được căn nhà rồi, muốn cây khế làm cái gì nữa? Bây giờ tụi tôi bỏ nhà luôn. Đó, tụi tôi muốn cây khế, ông muốn căn nhà tôi cho tụi ông, tôi lấy cây khế thôi. Vậy thì điểm chỉ. Ồ, sắp đặt nữa nè. Cuộc đời mà. Nhanh lên. Xong, tôi lấy cây khế thôi. Mày là người có tội. Tội mày lớn lắm. Tội mày là trời tru đất diệt, cộng đồng xa lánh mày đi. Ủa, con mang tội gì? Chỗ này tao đuổi lý anh không biết nó tội gì nè. Đất ơi, tội gì mày cũng không biết nữa hả trời? Kiếm cái tội đi. Nhưng mà nó đuổi nó đi. Rồi, tôi có tội rồi. Tội gì? Con xin tuyên bố, con đâm đơn kiện con nhỏ này tội bán nước. Hả? Bán nước? Bán nước à? Phải thôi, ra ngoài quá. Hồi nào mày còn chối nữa hả? Tao hỏi mày nè, mày bán cái gì để sinh sống? Em bán khế mà. Mày không nghe người ta hát hả? Quê hương là chùm khế ngọt, mày bán khế mày bán quê hương. Đúng. Trời ơi, vậy là chỉ vì bán khế em mang tội danh bán nước. Số số em khổ quá vậy nè. Em hận. Có con chim cùng cu kê hót lên một câu tặc ở trong rừng với cam phiêu. Bây giờ dòng đời đã đưa đẩy cho nó điên luôn rồi, nhưng mà cuối cùng các ngươi có được cây khế, còn ta có được căn nhà. Dạ cảm ơn lý trưởng. Sướng thật á. Bây giờ có cây khế đứng ở đây đợi con quả tới. Nó ăn xong nó đưa mình ra đảo lấy vàng. Đúng rồi. Quá, quá. Sắp đặt nữa nè. Quả ơi. Dạ ra, dạ ra. Quả ơi, chị chờ cơn nãy giờ rồi. Quả, quả. Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Trời ơi, cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, em lộn, em tưởng ba vô chuyện tấm cám, không có chuyện đi. À, chị ơi, cho em trái khế, em chở đi, cho. Ừ, đòi đây, qua đây, qua đây. Một cây cho em luôn. Đúng quá, chờ khế luôn. Em chọn đi, khế nào em chọn đi. Em... Chọn đi. Em thích đi. Cái này. Em thích tất cả các cây này. À, em thích hả? Dạ. Vậy để chị hái cho em. Trên này. Thôi, không có cần hái mấy cái trái đó đâu. Tao em nói thích quá nghe. Em đem về em đám dỗ gia đình em được lương á. Một hồi nữa đó, tao hái hết một bao mang về cho cả hang, cả hốc, cả dòng, cả họ ăn. Ừ, dạ, bây giờ á, đưa tao ra đảo lấy vàng trước đi. Đi ra đảo đi. À,
Muốn đi hả? Ừ. Vậy thì á, hãy theo em. Lấy vàng. Bay cái mà hoa bay, bay cái mà lẹ lên. Hoa bay khắp chốn trần gian. Ở vùng Anh quốc nọ, suốt ngày nó mù sương. Ê đẹp ghê vợ, mình về mình du lịch tới ở nơi này. Trời ơi nó ngu như bò, mình đang đi lấy gôn mà sao cứ bay lòng vòng, đảo gôn ở đâu? Ủa đảo gôn là đảo gì vậy? Là đảo vàng đó cha. Trời ơi vàng thì nói đại vàng đi, đảo gôn. Ê quả ơi, dạ? Cái chỗ này đây là cái chỗ nào trời à? Tây. Đây sắc bồ đào nha. Mình ơi hay quá, người đấu với bò luôn. Nhiều trai quá đẹp, lại còn thiệt gan. Nhưng mà khốn nổi, nhà nhà trồng lúa mạch, chẳng thấy đạo vàng. Vàng đang khắp nơi kia kìa, giờ qua Pháp nha. Trời đi Pháp chi bây giờ, cần lên đảo Gồn. Trời ơi, chịu khó xíu đi, em chở bay đi tới liền ha. Vui quá trời là vui, ta sắp được giàu to, giàu hơn con út á, nhậu dứt á trong làng, ngồi không hưởng lợi, chẳng cực khổ chi. Đảo vàng thì chưa thấy, mà ngồi mơ mộng, bá chủ đảo vàng. Ờ hả, thấy đi lâu rồi, mà sao chưa tới nơi. Dạ xong chuyến đi lấy vàng, mời hai người xuống đi. Trời ơi, đảo vàng rồi. Tới đảo vàng rồi. Đảo vàng. Đảo. Ê cái nhà với cây khế kìa. Ủa sao thấy quen quen vậy ông? Ủa chỗ cũ mà sao không quen? Ủa mắc mới gì chỗ cũ? Trời ơi từ đáng giờ là mình đi được một đàn rồi. Đi lấy vàng chưa có lấy được vàng. Vàng đâu? Lấy quá trời sàn luôn rồi đó. Tôi từng vàng. Trời sao lật mặt vậy bà nội? Dễ sợ quá à. Đấy nè, mỗi lần á cô em của bà leo lên lưng con á là con chở bay khắp vòng vòng thế giới, đi xuống đâu xà xuống đó nha. Xong rồi cô nói là à, hôm nay ta học được một sàn khôn sợi. Hả? Đó. Xong rồi cô đem những cái kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài đó, cô đem về cô canh tác cây khế. Xong rồi á, trái khế nảy nở ra, đẻ ra vàng. Vàng là trời ơi khế đó. Trời ơi là trời, không cái được. Tao cần là vàng cục, vàng thỏi của con em vợ tao. Ủa, kìa à, là vàng rồng á hả? Ờ. Trời chút đi có liền á. Trời ơi làm tôi hú hồn. Tưởng đâu cho hết tài sản, không có cái gì hơn cũng còn được. Ô cha, đồ này nặng dữ. Nó có thật rương vàng, vàng kìa. Dạ. Đây, đây. Vàng, vàng rồi. Vàng, vàng. Đó. Đó. Này là cái gì? Tất cả những cái này á là vàng đó. Kiến thức ở trong đây là vàng. Xong rồi đem ra học hành kinh nghiệm, dùng cái công cụ lao động này nè, canh tác, tự cày, tự bừa mới tạo ra vàng. Chứ ở đâu ra mà tự nhiên có vàng cho hai người. Mơ đi nha. Trời ơi, như vậy là tài sản của tôi cho hết rồi. Như vậy là của thiên cả địa hả? Trời ơi là trời. Anh Bi tới em mà không tập nữa. Trời ơi, muốn giảm cân phải tập chứ. Quá sức chịu đựng của em rồi. Nè, bây giờ tôi nói cho cô nghe, cô muốn giảm cân để làm cái gì? Đi làm hot girl. Làm cái gì nữa? Để được có hot boy và có siêu xe. Có hot girl nào mà mập như vậy không? Không. Thì phải tập. Tập đâu? Muốn thành hot girl thì phải tập, biết chưa? Không, em không tập đâu. Em không cần tập vì đã có anh. Siêu xe và hó đất. Em gái, anh có siêu xe nè, anh tặng em chiếc siêu xe này, em đi chơi với anh nha. Không. Sao vậy? Anh mập quá. Xấu mà còn đòi hỏi. Được, em muốn đẹp trai chứ gì. Ừ. Anh có phép mà, anh sẽ biến ra một người đẹp trai cho em. Oh. Em gái à, em đi chơi với anh chứ. Dạ đi. Hết đói mất rồi, chỉ còn xúc xích thôi. Đi chơi với xúc xích nha. Dạ đi. Đi anh ơi. Ôi quẹo đây quẹo đây.
xe của anh mà. Qua qua ơi, qua à, qua à, qua qua thôi. Trời đất ơi, cái khu tập thể của người ta mà cũng ngủ giữa thanh thiên bạch nhật vậy được nữa à? Mơ gì nữa vậy hả? Siêu xe. Ờ, siêu xe nè đó, siêu xe có một chiếc xe kiếm cơm mà lúc nào đụng vô cái hư, đụng vô cái hư à. Ai muốn vậy đâu, thấy chưa, xui mà nó xui vô chỗ ăn chỗ ngồi luôn hả? Thì già cả rồi chạy xe ôm ế quá, giờ không có tiền sao sửa xe ba. Thôi được rồi, để tôi kêu thằng bạn tôi nó sửa cho. Nó sửa chùa nhưng có tiền phải trả lại cho nó. Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Anh Đầu Quán. Thằng này tôi nhớ tôi nằm ở việc gặp giấc mơ thấy nó mà không ta. Bậy bạ, đây chính là Dr. Viker. Anh, hành nghề đi anh. Trời, ông đo nhiệt kế luôn kìa. Sốt rồi nha. Mấy độ anh? 60 độ. Trời ơi. Đúng rồi, mới chạy xe về mà. Tim đập yếu. Đúng rồi, lâu rồi anh chưa đổ xăng. Để tôi bóp mạch. Có rồi, có rồi. Có gì anh? Có thai rồi. Cái gì? Không, không, ý tôi nói là có hư. Có hư hả? Ừ, phải thai nha. Thai hả? Ờ, ủa mà thai nhiêu tiền? 20 triệu. Anh nghe nhiêu tiền? 2 triệu. Rồi sửa chi ba? Mua xe mới luôn cho rồi. Giờ có thai hay không? Ờ, có cái chén cơm mà có thai. Ừ, cứ yên tâm, để tôi. Anh gì vậy? Chắc chưa? Dạ chắc. Khoan đã bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? Tình trạng của bệnh nhân thì phải mổ, nhưng mà sống được hay không thì phải do ý trời. Nè, tôi dặn nha, lần sau phải để dành tiền cho những cái tình huống như vậy chứ. Chạy xe ôm gì mà ẩu tả vậy? Ai nói trong đâu có tiền? Ủa? Có tiền mà chẳng qua để dành không sửa xe thôi. Dạ. Ông biết để dành tiền làm gì không? Chị, mua quà. Chiều nay sinh nhật bà qua nè. Hả? Cái gì? Chiều nay sinh nhật bà qua hả? Ê, cái gì? Giúp tôi suy nghĩ coi chiều nay tặng bà cái gì. Rồi, từ từ để tính nha. À, tặng bà kim chỉ đi, tặng bà mai. Thôi, bà không thích mai đồ, bà thích ăn à. Vậy tặng bà kim chi. Trời ơi, không tặng kim chi tự nhiên ăn vô sốt bao tử lắm. Bây tặng... giờ mà con gái tặng cái gì mà vô là nó phê liền ta. Đừng có kim chi. Chích. Kim chích. Để sao tặng kim chích ba? Vậy thôi, nếu mà khó tặng quá cái gì cho bất ngờ đó. Nếu mà khó quá dẫn bảo qua gặp chú Kim Tử Long đi. Tào lao. Thôi bình tĩnh. Cái gì? Bây giờ có bao nhiêu tiền mà đòi mua quà tặng gái nè? 50. Trời thì đất ơi, có 50 ngàn thôi đó hả? 50 ngàn rồi đâu có đắp đổi gì được. Bây giờ phải tính cách nào. Khoan đã, tôi đã có cách. Lạ sao? Tôi muốn trẹo tay luôn, không hiểu hả? Không hiểu, nãy giờ có hình không có tiếng. Ý tôi là tụi mình sẽ cướp ngân hàng. Thôi bỏ đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Trời ơi, nghĩ sao già cả một cướp ngân hàng vậy ba? Có cái nào mà không ở tù phạm pháp đâu không? Tôi còn một cách. Cách gì? Bây giờ mình đánh đề đi. Đánh đề hả? Ừ. Đánh đề ở tù đó ba. Ở tù cái gì mà ở tù? Đánh đề cái bộ giết người sao ở tù? Trời ơi, cái mặt kìa. Mà làm cái gì mà ghê dữ vậy? Có biết đánh đề không mà đòi đánh đề? Không. Con chó số mấy? 11. Dê nhiêu? 35. Bướm nhiêu? 19. Còn ở tù nhiêu? 3 năm. Cái gì vậy ba? Trời đất ơi, cái gì mà chủ tao ở tù vậy? Nghĩ sao đánh đề? Bây giờ tôi không có thằng nào biết đánh đề hết trơn. Đánh là lỡ thua mất 50 ngàn tôi sao? Không sao. Bây giờ không biết đánh đề nhưng tôi biết một người. Người đó có thể giúp cho mình đánh đề. Đánh đầu thắng đó. Ai? Thần đề. Hỡi thần đề, thả
hai một lần, ban tài cho chúng con sen này quyết chơi ở đều. Gom lại hết hết số tiền mà tụi con đã để dành. Tăng 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 ơi ông hát nè, con số mấy hãy giúp con đi ngài dấu yêu. Nếu hôm nay con được trúng thì à nhiều, con thành tâm trả ơn mong. Còn không là chết con người ơi. Thôi sao rồi? Thần đời sao cái gì? Ba ký sinh hả? Cần không? Cái đó là người ta đang bấm. Ủa? Mày? Tao bị sốc dòng. Hey, anh Nhân Tường! Thân đê, giúp con. Cái gì vậy? Bốn cái dầm bay con mắt rồi. Tào lao mày, cái dầm còn ở đây nè. Trời ơi, vậy là ông lấy dầm tiếp hả? Không, tao đang bấm đề. Còn cái dầm sao? Bấm quá nó lúc cho chồng luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà chồng hai con, ai là người kêu tải lên đây? Dạ con. Con đã nằm mơ thấy gì rồi? Năm qua hả? Đúng, mơ thấy gì? Rồi mơ thấy cái gì? Giấc mơ tuyết trắng. Trong giấc mơ đó con thấy ai? Lương Mạnh Hải. Thấy ai? Ca sĩ Thủy Tiên. Ai nữa? Siêu mẫu Anh Thư. Sao con thấy toàn nghệ sĩ không vậy? Đêm qua thức trắng coi phim mà. Thôi bấm không có đèn thôi. Ê bó rồi, bó rồi, bó số rồi. Số 10 nha. Số 10 đúng rồi, hôm qua con tới tập 10 mới ngủ. Tập lẽ nè. Còn đó, đêm qua con mơ thấy gì? Dạ, đêm qua con nằm mơ. Thấy nhột. Dạ, thấy nhột. Vậy là trong hai con không ai nằm mơ thấy gì hết hả? Dạ. Dạ. Thì sao có số đánh đây? Trời ơi, giúp con đi thầy. Không sao, ta đã có cách. Ăn cái này đi. Con ăn vô đi, rồi con sẽ nằm mơ. Con thấy được con số mà con muốn. Ăn đi con, ăn đi. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi. Và xin chúc mừng phần thi trình diễn của nhóm khủng long Tí Hon. Và đồng nghĩa với việc bốn nhóm đã thi xong. Và trên tay anh Tú đang cầm kết quả chung cuộc. Ba nhóm nhận được số điểm 10 đến từ ban giám khảo. Và một nhóm nhận được số điểm 5. Chỉ diễn quá nhạt nhẽo và không có gì thú vị. Ba người nhận được số điểm 5 sẽ buộc lòng phải rời khỏi chương trình. Và đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hon, đội trưởng Quốc Khánh. Anh ơi, em mới thi có nửa vòng một mà sao em rớt vậy anh? Ráng năm sau đăng ký lại nghe em. Dạ xin trời ơi, những gương mặt này nè, chị Năm Thư, chị Kiều Anh, chị Buka, trời nhạc này sao quen quá vậy, em rớt nữa rồi hả? Trời ơi không được đâu, tôi không rớt nữa, trời ơi tôi không rớt nữa đâu. Số mấy thấy cái gì? Không thấy gì hết. Trời ơi thấy cái gì phải nói mới là số chứ. Không thấy gì đâu, không dám nói. Sao vậy? Tôi mà nói ông không có can đảm đứng ở đây đâu. Trời ơi, thôi bây giờ vậy đi, nó không mơ được để con mơ cho. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi. Mình đang ở đâu đây? Trong đầu mình hình như không nhớ gì cả. Khôi à? Khánh. Khánh. À, hình như ngày mai là ngày Khánh cưới vợ đúng không? Dạ. Thật là trùng hợp, mai cũng là ngày Khôi đi du học nước ngoài rồi. Không biết khi nào mình mới gặp lại nhau. Khôi chúc Khánh hạnh phúc bên người mà Khánh yêu thương nha. Chào Khánh. Khánh thương Khôi. Cuộc sống nơi đây nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Khánh ơi đi, Khánh nói đi, Khánh thương Khôi vì cái gì? Bởi vì ánh mắt của Khôi đã làm đốt cháy trái tim của Khánh. Ý Khánh nói là cái ánh mắt này á hả? Đừng làm như vậy nữa Khánh. Nhưng mà
Cô đã mua vé máy bay rồi. Vậy thì xé vé máy bay đi. Còn vé tàu nữa. Xé vé tàu luôn. Khanh có giỏi thì xé luôn cái này đi. Xé, xé hết, xé hết. Khanh ơi, Khanh mới xé sổ đỏ nhà Khanh đó. Khanh ơi, tôi không chứa chấp Khanh nữa. Khanh đi bụi đi. Khôi à, Khanh không cần gì cả, Khanh chỉ cần Khôi thôi. Vậy còn vợ Khanh thì sao? Khanh, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Mặc dù Khôi thích nhưng mà đừng làm Khanh vậy. Khanh yêu Khôi, anh ơi, 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 cái gì vậy ba? Gì bóp cổ gì ba? Nằm mơ cái gì vậy? Ờ, không, cái này không nói được đâu. Sao không nói được? Không, cái này là... Nằm mơ cái gì? Cái này là ước nguyện thầm kín. Cái gì? Ý là một cái giấc mơ vô nghĩa nhưng mà giá như nó là sự thật. Cái gì? Không có, ý là nó không có số gì hết, không có mơ mộng gì được cái này đâu. Trời ơi, không ai nằm mơ thấy số gì ta. Sao mà thấy số được? Vì ta đã bỏ nghề thầy đề lâu rồi. Trời ơi, tại sao vậy? Bị gì mới đi cải tạo về. Rồi giờ ba làm nghề gì? Bây giờ ta làm cái nghề chân chính hơn rồi. Nghề gì? Thầy bói. Trời đất ơi. Trời ơi, thầy bói là cô nội của thầy đề đó. Ủa bây giờ ông là thầy bói làm đâu giúp tụi tôi bằng đề đâu, ông đi về đi. Nhưng mà ta biết, ta biết con đang yêu một người tên Hoa đúng không? Sao biết hay vậy? Ta là thầy bói, ta không có Khôi đại trà đâu. Nhưng mà ta còn biết nữa, kiếp trước còn mắc nợ cô ta. Có mắc nợ hả? Đúng. Nếu như con muốn biết kiếp trước con mắc nợ cái gì thì ăn cái này đi. Con sẽ nằm mơ và thấy về tiền kiếp kiếp trước của con, rồi con sẽ rõ. Quản lý sao rồi? Dạ chưa. Chuẩn bị xong chưa? Đã sạch sẽ. Ê ê ê, tao thấy còn dơ quá trời kìa. Trời ơi, dọn dẹp cái bàn lại. Vô, để con chùi cho. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với sòng bạc AKA. Thưa mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trận tranh tài có 102 ở bến Thượng Hải. Đó là trận so tài giữa hai ông trùm lớn nhất bến Thượng Hải. Dành một tràng pháo tay thật lớn cho ông Tô Nước Leo. Dạ, và sau đây dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ông Ali. Dân, nội quy của sòng bài là khi vào đây chúng ta không được mang bất kỳ một loại vũ khí nào cả. Cho nên hai bên có vũ khí giao nộp ra giùm tôi. Được. Tao đưa ra Tô Nước Lèo chứ. Khá lắm. Tao đưa ra có mì. Tao đưa có mì. Tao đưa trái ớt. Ông đưa trái ớt thì tao đưa miếng hành. Thôi mày, mày đánh lộn chứ bộ đi ăn lộn thập cẩm hả? Dẹp. Vâng. Và bây giờ chúng ta, trước khi tiến đến phần tranh đấu, tôi muốn hai người ký vào tờ cam kết sau đây. Được. Không cần ký đâu. Tờ cam kết chữ ký có thể giả được, nhưng mà vân tay và máu thì không bao giờ giả được. Cắt máu rồi ịn vô đi. Không được. Vì tôi sợ chảy máu lắm. Có sợ thì cũng là luật giang hồ. Làm đi. Giả giả. Chả chả. Giang hồ mà sợ cắt máu à? Chà, đừng có ép ta mà. Buông ra. Hey, buông ra đi mà. Chà chà. Chà, đừng ép mà. Đừng mà. Chà. 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 Ta cắt đây. Chà. Chà. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Vậy tay ai? Tay ta. Đâu ra vậy ba? Đang lau cái sàn, lau lên cái bàn đứt cái tay. Trời ơi. Đi vô bệnh viện. Ê, không kịp nữa rồi. Tại sao? Ê, ta bị bệnh máu kho đông. Giờ sao? Có cái thùng đá không? Vô cho ông kiếm. Ừ, thi chuyển. Thôi
xe điện đụng hả? Để tôi vô. Hey, hey. Máu khó đông còn động cho nó chảy. Bây giờ tôi xin công bố thể lệ thi đấu như sau. Chúng ta có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là đấu bài. Giang hồ không đánh bài, giang hồ chỉ có quýnh lộn mà thôi. Muốn đánh lộn thì có đánh lộn. Thưa mọi người, đánh lộn chúng ta có rất nhiều loại đánh. Đánh có vũ khí, đánh không có vũ khí, đánh có vũ trang, đánh có quá trang, đánh phân nền, đánh bội, đánh, đánh. Thưa mọi người, ý tôi là chúng ta có rất nhiều loại đánh, nhưng chỉ có 2 loại đánh chính: đánh có vũ khí và không có vũ khí. Mọi người muốn đánh theo cách nào? Giang hồ với nhau thì đánh có vũ khí cho nó máu. Chắc chắn là như vậy rồi. Được, nếu như vậy bây giờ tôi hô khẩu lệnh, 2 người xử nhau nha. 1 2 thanh toán. Có em. Ủa, tao đâu kêu tính tiền. Trời ơi, anh kêu thanh toán là tính tiền ở đây. Tào lao, tao kêu thanh toán là đánh lộn. Trời, anh có ăn học mà, mình phải nói cái từ cho sang chứ. Nói gì? Quất. Quất. Khoan đã. Em gái đứng lại. Trước khi mày chết, tao mời mày một ly nước. Ha. Mày mời thì tao uống thôi nè con bé. Lấy cho anh một ly kem sữa hột gà. Nhớ nha, kem thì lấy kem Valentine, đừng lấy kem vani. Còn sữa lấy sữa bà Thọ, không lấy sữa ông Thọ. Còn hột gà lấy hột xoàn, đừng lấy hột gà nha. Qua đây. Tào lao ai bán cho mấy thứ đó. Ông này sao anh? Qua đây anh kêu món khác nè cưng. Lấy anh ly trà gừng. Nghe chưa, đơn giản trà gừng. Nên nhớ, trà là trà hoa nữ, gừng là gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Trời. Thôi dẹp luôn, dẹp luôn. Đâu luôn á. Thôi được rồi, tụi nó rắc rối quá. Em ra đây, một ca trà đá cắm 10 góng hút. Dạ. Truyền ban thùng vũ. Lệnh của tôi, 2 người sẽ cho tay vào thùng và bốc. Được, được chưa? Mày bốc được chưa? Tao bốc được rồi. Được. Lên. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Tự nhiên mày nắm tay tao, mày mê tao phải không mày? Mày, mày mê nha, mày kiếm chuyện nha. Tao để ý mày nãy. Mày kiếm chuyện nha. Giờ với mày. Bây giờ có đấu nữa hay không? Đấu. Lỡ rồi thì bốc lại. Lần này cẩn thận hơn, nghe chưa? Mày bốc trước đi cho khỏi lộn. Tao bốc được rồi. Tao bốc được rồi. Được. Lên. Tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập. Cái gì vậy ba? Ở đâu ra như vậy hả? Hả? Tao đang ngâm đá, mày cứ tạo lô tao ra gì? Hả? Thùng đá hả? Ừ. Mắc mới gì mày ngâm đá, rồi mày ngâm một ngón tay, rồi mày ngâm nguyên người làm gì? Tao ngâm nguyên người, tao trừ hao mày. Biến. Ừ. Thi triển. Thôi được rồi. Lần kế tiếp để tránh xảy ra sự cố, từng người một bốc. Bốc trước đi. Rút. Hay. Không biết, kéo ra cái quần. Trời. Quá tào lao luôn, không cần cái thùng vũ khí này nữa, dẹp vô. Tốt, vậy là quê rồi. Bởi vì bây giờ tao là có vũ khí. Hôm nay mày phải chết. Nè, không được vi phạm quy định của sông bài nha. Một khi ta đã cáo thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Mày, mày phải chết thằng mập. Yeah. Trời quá, tôi không có trúng đạn, có ai bị không vậy? Trời ơi, hên quá, tôi còn nguyên. Vậy ai trúng? Tôi trúng. Vì chính em có ngày không có. Họ không phải tao nha. Đừng giết người, đứng lại. Người đang bắt nó lại. Quân giết người, mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải được. Vì chính em có ngày không có. Giết người, giết người. Bác sĩ đâu? Chạy vô 501 kêu bác sĩ ngừng kéo thì dắt ra kéo bệnh nhân vô. Trời ơi, nguy hiểm quá, tôi phải lấy đạn ra thôi. Quân giết người. Trời ơi, mày giết bác sĩ rồi. Ai
hai bản đó chứ không phải tôi viên đạn chọi mà sao nổ được, không tin nè. Gì mà kỳ vậy? Trời đất ơi, cô còn sống không? Hả? Gì? Hả? Gì? Ai thì chết hết vậy? Trời đất ơi, cô ơi, tôi có lỗi với cô. Tại vì tôi mà cô phải ra nông nổi này. Tôi hứa với cô, nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu cô suốt đời. Tôi nhớ ra rồi. Hèn chi kiếp này tôi yêu cô ta nhiều đến vậy. Và tình yêu đó sẽ theo cậu đến suốt đời. Tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó. Ta đi đây. Ở đây hồi bán văn phòng tới mệt. Vé số chiều sổ đây. Trời, bà Khoa về rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ sao? Giúp tôi với. Giữ chân bà. Tôi đi mua quà cho ông tặng bà. Đi. Vé số đây. Quay. Tới liền. Đợi xíu anh ơi, anh ơi. Rồi, tôi bán anh này xong tới anh liền. Cha già này ở không ghê, bán cực chết thì kêu vô đây làm gì, hú hét gì vậy? Kêu vô mua vé số. Trời ơi, nay ông chạy xe ôm mà có tiền mua vé số tôi luôn. Trời ơi, mua mấy tờ? Giờ bà đi lại tôi mấy bước thì tôi mua cho bà mấy tờ. Thiệt không đó? Thiệt. Tôi bước thiệt nè. Một vé, hai vé, ba vé, bốn vé. Ai sợ ông tôi? Hết tiền rồi còn đi nữa. Mọi người xuống đây nghỉ mệt không vậy? Nằm vé nhà, hứa tôi nằm vé đó. Vào đây chờ tôi chút xíu nha. Ai đi đâu vậy? Nằm vé. Lấy tiền mua vé số. Trời ơi, lẹ nha. Ông khách. Ông này. Ủa, bà Khoa. Sao? Trời ơi, chúc mừng sinh nhật mày nha. Ủa sao biết vậy? Ông Khánh nói. Trời ơi, ông này bày vẽ không. Ước đi. Trời, chưa ước nữa thổi rồi. Ông ơi, có tuổi rồi, thực tế chút đi. Tôi bây giờ mong ngày nào bán hết vé số là mừng rồi. Hợp lý nha. Còn nếu mà dư giả được miếng góp mua chiếc xe để đi bán cho đỡ cực ông ơi. Happy birthday to you. Tặng bánh kem còn hát nữa. Tôi đâu có hát. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiền ở đâu mua chiếc xe này? Bán chiếc xe ôm. Ông điên hả? Xe ôm là manh áo miếng cơm của ông mà. Cái ông này. Thì bây giờ già cả rồi, chạy được ngày nhiêu cuốc đâu. Tôi hỏi bà ngày bà nhập mấy tờ giấy số? 100 tờ. Từ đây về sau nhập 200 đi. Đi sao không hết mà bán ra nổi. Tôi đẩy bà, tôi bán phụ bà. Rồi thử nha. Không rồi. Đẩy đi. Đẩy đi. Từ từ đẩy xe lại. Từ từ thôi. Từ từ nha.
Từ từ, từ từ. À, qua có chiếc xe rồi, tôi cấm bà nha. Từ đây về sau không được lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Sao vậy? Bởi vì nơi này đã có anh. Êm quá nha. Tao khoái cái lò thiêu của mày. Được, nếu mày đã nói vậy thì hôm nay máu sẽ đổ thành sông. Máu đổ thành sông mà. Không. Sông thì sông quê, nước chảy đôi bờ. Để anh chính dạ mười khờ thương em. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Nè, làng thằng nhóc ở bên lỡ, làng anh mới bên bồi. Nó chạy qua sông ở bên này tao đi hậu. Để nhánh con đò để trong bóng phủ. Sao? Sao? Giờ này Yes. Quýnh lộn với karaoke. Hả? Sao? Karaoke rồi sao? Sao giờ này còn chết Mạnh Quỳnh Phi Nhung vậy? Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Sao bằng đang trường Cẩm Ly? Bằng anh ba tính bèo chị hai Kiều Anh đâu. Hai người đó, hai người đó mới quyết định rớt hay ở. Tao thua, nha. Tao thua. Thua chưa? Thua, thua chỗ này thôi. Nhưng địa bàn tao vẫn phải chiếm. Cái gì? Mình nói là một lần nữa coi. Nói đi. Mày chỉ sao mà nói? Bởi vì tao mới chỉ đó. Thằng ngu. Quân. Quân. Quân à. Đất có thổ công, sông có hà ba. Muốn uống rau má thì phải có anh ba. À, anh ba. Xịn luôn. Nào cho tao uống rượu. Bé này cho tao uống rượu. Tao xịn luôn à. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Thằng này nó tranh giành địa bàn của em anh ba. Thằng nào? Thằng này. Khoan. Cái gì? Anh ba cho em hỏi. Cái gì? Tại anh ba làm gì vậy? Lận bi á. Bi đâu anh ba lận? Rớt rồi mà theo như thói quen cho nên phải để yên vậy luôn nè. Hay đó. Còn cái này làm gì vậy? Lòng chim. Lòng chim đâu? Chim chết rồi, theo như thói quen phải để vậy luôn. Đúng quá ha. Làm hay vậy? Ừ, hay lắm. Nhiều khi đi ra ngoài đường người ta tưởng tật quyền không à. Rồi, sao có chuyện gì nè? Anh ba biết làm sao không? Ừ. Tại vì khu nghĩa trang của em dạo này á, không có đồ ăn. Cho nên buộc lòng em út em nó cũng đói mà em cũng đói. Em qua khu lò thiêu nó kiếm miếng cơm miếng cháo mà nó cũng mày qua khu lò thiêu tao mày kiếm cái gì? Cái xác hay cái gì? Hả? Cái gì hết trang là dành cho chôn sống mày đó. Cái gì? Thôi được rồi nè, tôi không thể mặc anh ba tụi sao. Bây giờ vậy nha. Thằng nào thắng, thằng đó sống. Thằng nào thua, thằng đó buộc phải chết. Được, chơi không? Chuẩn bị. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Chắc tao sợ mày chắc. Anh em chuẩn bị. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Chuẩn bị. Hai bằng nhóm. Chào. Hai bằng nhóm. Giúp hình chỉ hiểu. Chụp chung. Tốt. Đề nghị hai băng nhóm vào luôn. Bắt tay. Tốt. Khởi động rất giỏi. Hai băng nhóm chuẩn bị
tung đồng xu. Bây giờ ở đây đồng xu mặt có lúa là bát, không có lúa là bị bát. Không có lúa mất bát bị bát. Mày không có lúa không có tiền, không tiền bị bát. Đúng rồi. Ôi sao kỳ, sao không có tiền? Sao mày trả treo với tao? Trả treo nào? Mày thích trả treo? Sao? Mày thích trả treo thẻ vàng mày? Không, chưa quýnh cây nào luôn, chưa đập cây nào. Tao thích thẻ vàng. Không phải, mày thẻ vàng luôn. Tao chưa nói gì luôn á. Tao thích vậy. Nè. Không, không phải gì. Để chơi thôi, để chơi thôi, để chơi thôi. Để cái này là chuyện nhỏ thôi mà. Lại, tung đồng xu. Đồng xu nè. Chuẩn bị nha. Chọn mặt nào? Mặt lúa. Bên đây. Không lúa. Được. Tung đồng xu. Ê, gái trên sân thượng trả đồng xu. Trả lại con, gái trên sân thượng trả cái đồng xu đây. Trả đồng xu đi. Ê, chuẩn bị trả kìa, chuẩn bị trả kìa. Lấy đâu. Dừng lại mấy đứa, lấy đi, mấy đứa ơi, dừng lên. Rồi, đợi nha, đợi gì nào nhan tàn rồi lấy nha. Lẹ chưa. Ê, đợi vô, lấy đâu. Xuống lấy hàng rồi. Ra đây quýnh lộn với giật cô hồn. Tao bị liệu thôi. Anh ba đâu? Anh ba ơi. Anh ba. Anh ba ơi. Anh ba. Tao nói thiệt tụi bay không nhìn xuống luôn á. Anh ba nằm chèo queo như vậy sao được, đỡ anh ba lên. Đỡ ba lên, nhanh lên rồi, anh ba như siêu nhân luôn. Phải như vậy. Tụi bay phải biết một điều nè, cái gì cũng phải có trật tự. Phải nể nang anh ba chứ, có đúng không? Ờ dĩ nhiên là máy hình sao lấy nè. Anh la hai thằng bay đó, tập trung chút xíu được không? Dạ. Xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Đề nghị hai bằng chung chuẩn bị. Kênh thấp xuống. Họ cứ thế kênh qua ngày này đến ngày nọ. Kênh sang mùa hè. Mỗi năm đến hè lòng man mác. Chín mươi ngày qua chưa trang tình thư. Sau đó lại đến mùa thu. Tiếp theo công an tới. Tao biết lắm mà. Thế nào cũng có ngày này. Chưa có đánh chưa bị bắt. Chưa quánh luôn, mới đứng kênh nhau thôi bị bắt vô đây rồi. Thì bởi vậy hay lắm. Thì đó, không có rồi. Được cái gì hết đó. Bởi vậy. Ồn ào quá, Tại sao vậy? Tại sao tụi bay lúc nào cũng ồn ào, cũng canh me những cái giờ giải lao ra mà tụ tập? Tại sao mà ồn ào dưới một cái chợ tụm 5, tụm 7, tụm 3, tụm mấy vậy hả? Dạ, tụi con tụm 5. 5, 6, 7 gì cũng vậy? Dạ. Làm gì mà ồn những cái chợ vậy hả? Chú ơi, ở đây chú ồn nhất đó. Tao quậy chợ mày. Mày chú biết sao không? Tụi con lâu quá gặp bây giờ. Kể lại cái chuyện ngày xưa, tụi con không biết nhau, quýnh nhau. Dạ. Anh em thân thiết với nhau thôi. Dạ. Thân thiết cái gì không biết nữa à? Tụi mày ồn ào vậy rồi mấy cái khu khác làm sao người ta ngủ? Trời ơi. Ôi, rút kinh nghiệm đi thằng nào. Nè. Dạ. Tao nói cho tụi bay nghe. Ngày mai là ra ngoài xã hội lại rồi. Dạ. Rồi tụi bay đi như vậy á, chú biết tao buồn không? Rồi tao ở, không có tụi mày, tao như thế nào? Thương. Thì giờ vô ngày mai tụi con về xã hội thì mới mốt quá, anh em con rảnh tụi con đón xe. Thì con vô tụi con đắm chú lại. Đúng rồi. Thì là biết là vậy rồi, mà tao sợ ngày mai tới rồi tụi bay, tao nói nghe nè. Dạ. Ra tới ngoài xã hội đó, bỏ mấy cái tật đi. Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Xấu tật sai là bỏ hết. Bỏ. Dạ biết rồi. Tụi bay chui vô đây lại đó, biết chưa? Dạ. Mà tao nói nghe nè, tao còn không tin tưởng tụi bay nữa. Tôi tin rồi, tin chứ. Tao phải kiểm tra từng thằng. Dạ. Từng thằng một.
Để coi tụi bay còn cái tật xấu không. Dạ. Để coi. Nhưng mà chú muốn kiểm tra sao. Ờ đúng rồi, phải kiểm tra gì chứ. Tụi con không còn xấu đâu chú ơi. Người tụi, tốt rồi. Tụi con tinh khiết như những giọt xương vậy đó. Ví dụ như bây giờ tao giả bộ tôi rớt cái bóp. Dạ. Đúng không? Cái xong rồi nếu như mà cái bóp không mất á là tụi bay giỏi. Dạ. Còn mà mất là vẫn còn hư. Dạ. Đó mà tụi vậy. Ủa cái bóp tao rồi bay. Bóp tao đâu rồi? Cái bóp tao đâu rồi? Bóp chú nè. Mày, mày, tao lao quá. Cái bóp của chú lấy chi cho nhanh. Tao lấy đồ. Nó nhanh thì nó móc rồi cái bóp liền. Chú ơi, trả chú cái quần đùi à. Cái này kỹ lắm chú ơi. Mà nhớ, cô nói chú nghe nè, chú gì phải cẩn thận. Điện thoại là có rẻ đâu, giữ điện thoại chắc chú. Điện thoại mà nó lấy được. Trong khi cái sim nè, chú phải giữ kỹ. Tháo sim luôn. Chú đi khám bệnh mà quên sổ là sao vậy? Tao trời ơi, tụi bay lấy đồ tao nhanh vậy? Lấy hồi nào? Hồi nãy á. Lấy đồ nào? Dạ hồi nãy á. Mày nhây nha. Nhây thích chi luôn tao. Nhây. Tao nói rồi đó, đồ đà của tao tụi bay cứ ăn cắp hoài là không được đâu nghe. Dạ bớt của chú nè. Mày nó ghê thiệt đó, trời ơi, chú mặc chi tới hai cái quần vậy chú nè. Điện thoại xài chứ xa, gắn một pin vô xài. Mày lấy luôn. Gắn một pin sao được, trong khi cái ớt lưng mà không có. Chú. Cái gì? Giấy chứng nhận ung thư. Cái gì? Ôi, mày mới là thằng ung thư á. Không, con giỡn thôi. Dạ. Chú cho vui chú ơi. Không giỡn thôi chú. Trời đất ơi, đồ tao mà tụi bay. Không có, giỡn chú cho vui vậy thôi á. Trời ơi, trời, lấy hai cái quần chắc chóng nữa. Đừng có chọc tao nữa, tụi bay suốt ngày chọc tao hoài. Không có chọc đâu. Nói chung hồi nãy là mấy cái đó là Tặng cho chú. Dạ, đúng rồi. Chứ ai đâu làm vậy kỳ, chú hiểu không? Tôi tặng hả? Không có lấy cái bóp chú đâu đó. Hiểu không? Thôi thôi của chú, bữa chú Hương chú đương sợ nhận sửa giùm đó. Đúng rồi. Đồ tặng. Cảm ơn. Ê. Nè. Tao quên nữa. Vậy cái bóp này của ai? Bóp này của ổng luôn á, của chú đó. Của ổng mà trả. Tao buồn nghe. Tao buồn liền á, trả đây. Trời ơi, nhanh tay lẹ mắt thôi chú ơi. Đi nè. Hôm nay á là chú ra đây. Dạ. Chú này. Chú đúng sẽ là chào đón tụi con. Ok, chào đón sao là. Dạ, tạm biệt tụi con. Tạm biệt. Dạ. Nhưng mà phải kiểm tra tụi con. Kiểm tra gì đó. Kiểm tra cái nghề. Cái nghề hả? Trong trường này giáo dưỡng là dạy cho mỗi đứa một nghề. Dạ. Ra ngoài xã hội làm người tốt. Đúng. Dạ, đúng chưa? Đúng. Thằng nào nè, tôi nhớ coi. Rồi, tôi nhớ rồi. Nhớ cái gì? Tao có mang quà tặng. Rồi. Có quà tặng hết tụi bay ơi. À, có... Thằng Quang. Dạ. Thằng Quang nè, thằng Quang lại đây coi. Đánh giày he. Tặng con đánh giày. Dạ, cảm ơn chú. Đi đánh giày cho chú nha. Dạ. Nam. Con. Cắt tóc. Cắt cho chú. Cắt. Nhớ nha. Ê, tặng kéo cắt đồ là sao trời? Có là vui thùi. Cô đó là con may đồ, cô đang học may đồ, may giá rồi đó. Đúng rồi, may đồ đây. Chú có một cái áo. À bị... Nó rách quá trời luôn. Bị rách đúng không chú? Nha. Rồi, nó con sửa vòng 30 giây. Đúng rồi, nhưng mà riêng mày. Sao chú? Ra ngoài xã hội đừng có đánh đề nữa. Trời ơi, cái này đánh đề là cũng bỏ lâu lắm rồi. Ừ, chiều nay ghi số mấy? 11 đi chú. Hôm qua là mơ thấy cái đó. Cái gì vậy? Chú còn bị liệu cái hoài rồi. Thằng này. Di Dương. Đấm bóp dạo. Đấm bóp dạo. Đây, có quà riêng. Dạ. Tặng chai dầu gió. Lạc Hoàng Long. Đây. À, có gì nấu ăn là số 1. Số 1. Con số 1. Số 1, nấu cá được không? Không được. Không được à, nấu trứng được không? Không được luôn. Thịt bò. Không được luôn. Thịt heo. Không được luôn. Chứ mày nấu cái gì? Nấu cơm. Nấu cơm ai chả nấu được. Nấu cơm ăn chung với đồ chay. Đồ chay ngon, được. Có thêm gì nữa được không? Dạ. Thêm hả? Thêm chắc có dinh dưỡng nha. Tùy mày, tùy mày. À vậy được rồi, nhớ nè. Bây giờ thử nha. Sao? Bây giờ sao nè? Thử sao nè? Thì bây giờ tụi bay thử trên tao. À chú. Trên chú hả? Sẵn sàng chưa? Rồi. Chơi. Dạ. Rồi, xíu đi. Đi, chào rồi. Mỗi đứa. Đây. Rồi, chú. Tôi hãnh diện về tôi quá. Trời ơi, tụi bay làm cái gì tao vậy?
Này, này hớt tóc cho chú. Này mình làm hả? Mình làm chứ hay làm mình quên hoài à. Nào mày hỏi cái kiểu gì đây? Cái kiểu này hot hồi xưa lắm chú. Dạ. Kiểu tabu á, kiểu của chú Minh Dương á. Đẹp, hợp với chú. Còn thằng Hoàng. Dạ. Tao đưa mày đôi giày da, mày đánh sao ra đôi dép Lào. Dạ nước chảy đá mòn, đánh riết nó cũng phải mòn thành vậy chứ chú. Thằng Tân, mày mai cho chú mà ra giày sao? Con xin lỗi chú, con biết chú năm nay chú bị tam tai, cho nên con cắt ba lỗ, cho mỗi tay nó chạy một lỗ. Dương. Dạ. Mày đánh chú ra nông nỗi này nè con. Con định nhuộm da cho chú. Mày ở đây lâu nhất luôn. Tốt liệt không còn thằng nào được hay sao? Có con. Hấp dẫn chưa? Ăn đi bốn con. Ê thương chứ sợ nó giành giật nhau mà giỡn mặt tao hả? Giỡn mặt tao hả? Phải tại thấy hấp dẫn quá, thấy hấp dẫn quá. Thực chất cái giày là dành cho chú. Món ăn chay đó chú. Chỉ có thằng Long thôi. Dùng đi chú. Cái đũa nó để trong đây không sao đâu nha. Chú dùng nha. Dùng đi. Đau ngon con chú giỏi. Dạ. Thằng này làm nghề được nè. Dạ. Trời ơi, nó nấu đồ chay mà ăn toàn mùi gà không. Gà thiệt. Gà thiệt. Mà cho mày nấu đồ chay thì đó, thì đồ chay là gà, gà đó ăn chay, nấu đồ chay. Gà nó ăn chay. Gà của chú đó. Sao tụi mày lấy đồ của tao không vậy? Ai biết, đang nấu con gà nó nhảy vô cái nồi chứ bộ. Trời ơi, không thằng nào ra làm nghề được hết luôn. Ôi chú ơi, chú ơi. Ơi, từ nãy giờ con giỡn với chú thôi. Thật sự ra là con không có hớt tóc cho chú. Cái này tóc giả rồi. Không phải à, không chú không? Ủa, tóc giả, tóc giả, giả. Nguyên mà chú. Sao mày không cắt cho tao? Không được, dạ. Cái mặt chú á, nó mập lắm. Cắt cái tóc dài để gì nó hợp. Là cắt tóc ngắn, cái mặt nó mập lắm à. Mập ra đó, hiểu không? Đây nè, cái này là đôi dép của con tặng cho chú. Coi như là tiền kỷ niệm của con. Trước khi là tụi con đi ra khỏi trại này, đúng không? Hiểu không? Chứ đồ dài của chú vẫn còn đây nè. Còn cái áo á, chú đưa con mai cũng xong rồi nè. Thấy không? Nhìn thôi. Đẹp không? Con giỡn chú thôi mà, chứ đâu phải là... Xong rồi hả? Chú, để lao chú nha. Ôi ôi, cái thằng này nó lao vết bầm đi luôn nè. Dạ con vẽ mà. Mày vẽ vết bầm gì thiệt vậy? Con học make up mà. Mày học make up hả? Make up. Ê, nó nghe là bữa giờ bốn thằng nào ngủ chung với nó vậy? Bốn thằng. Bốn thằng. Tụi bay làm gì vậy? À, ý của nó là nó ngủ chung với bố con, nó hay lấn tụi lấn, nó té xuống đường, bị đau. Bị đau. Đau là nói bị đau gì đâu. Ôi ui da, ôi da. Ủa chú sao vậy chú? Nãy chú ngồi bị cứng. Bị cứng hả? Bị cứng. Để đây vậy nè. Chú à. Đó phiền con. Phiền con. Dĩa gà nãy á. Ừ, mày nói với tao là con gà không phải của tao. Gà của chú thiệt. Con đùa thôi, con đùa thôi mà mày cái gì? Đây đè con gà đó, đó là con gà đó, con gà của con. Ừ. Con gà của con đó, con nuôi nó mấy lâu nay đó. Này biết là sắp xào chuối rồi cho nên làm món gì đó để chú ăn. Thì chú cảm ơn. Thôi vậy nè, mấy đứa về phòng đi, sắp xếp đồ đi. Dạ. Nha, về phòng hết đi, về phòng hết đi. Rồi có gì sáng sớm mai có ăn bữa cơm cuối rồi có xe tới đưa đi. Trời, gì ghê vậy? Đi bắn hả? À, không phải, ý chú là ăn bữa cơm cuối cùng ở trong cái trại gọi là cái gì chung giáo là dưỡng. Gì? Giáo dưỡng. Quay quá. Dạ. Giáo dưỡng xong mai về tụi con về với xã hội. Dạ. Về xã hội làm người tốt nha. Dạ. Thôi về đi, về đi. Dạ. Tới giờ ngủ hết rồi nghe, tới giờ ngủ hết rồi. Ai về phòng nấy đi, đi ngủ hết đi. Khỏe ha, đánh mẹ kẹn luôn à. Con cảm ơn chú. Thời gian qua chú chỉ cho con học hành này nọ, cái con có cái nghề. Mai mốt con về đời con mở cái tiệm hớt tóc dạo, hớt tóc
kiếm sống qua ngày. Cố lên. Dạ con cảm ơn chú. Cũng nhờ có chú mà con từ thằng đi ăn cắp dài mà chuyển sang đánh dài. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cũng vậy đó chú. Lúc trước còn nhỏ á, đâu có nghĩ gì đâu, ai đụng á cũng cầm cây cầm dao chém người ta hết trơn á. Nhưng mà từ lúc vô đây gặp chú tới giờ á, cầm kim cầm kéo không à. Cảm ơn chú. Sau này con ráng về Hồng mai giá thiêu thùa cái nọ, con cũng kiếm có cái nghề. Rồi giỏi chú. Hồi xưa ở ngoài đường á, đụng ai con cũng đánh vô mặt người ta không à. Nhờ có chú con mới biết tự đánh vô mặt mình. Chú, còn con á, con là con mang ơn chú nhiều nhất luôn á. Chú chưa dạy gì con hết á. Hả? Chưa dạy luôn hả? Chưa dạy gì luôn. Mình làm nó tụt hứng hoài vậy. Nhưng mà có một điều chú đã dạy anh em tụi con, chính là phải nên người và sống trưởng thành hơn. Rồi chú cảm ơn. Chú cảm ơn hết. Ra ngoài xã hội nhớ là người tốt. Dạ. Dạ. Về phòng ngủ đi. Chú khoan. Chú, bữa nay cho tụi con ngồi đây nghe tiếng cảng lần cuối nha chú. Lần cuối đi chú. Tụi con muốn nghe tiếng cảng lần cuối chứ, khi tụi con xa chú. Kẻn thì kẻn. Diễn nó nhạt nhòa, làm gì cho đậm đà. Sao mà ông ra dẻo quá. Tao cũng mệt lắm rồi. Bây giờ mày đứng cho tao bữa cái đi, tao đi vô được không? Trời đất ơi, tôi đâu có ngu. Ông có thấy thằng nào bị đánh đứng lại cho đánh không? Trời đất ơi, muốn đánh cũng phải cho lý do chứ. Lý do hả? Mày hỏi hết các vị bô lão ngồi dưới này, ai cũng nói mẹ con mày là người ác. Mẹ con mày đã giết chết Thạch Sanh. Quang, tôi bị quang, tôi muốn kêu quang. Gì à? Dành móng ngựa. Hả? Tôi thưa ông. Trời ơi, thưa quý tòa, Thiên Lôi đã áp đặt suy nghĩ của ông lên người tôi. Tôi không có. Sao mà không có được? Ai đây? Luật sư Lý Thông, hãy mạnh mẽ lên đừng xúc động quá. Đã có luật sư đây. Thưa quý tòa, Thiện Lo đã áp đặt suy nghĩ của ông một cách vô cớ lên người của Lý Thông. Tội nghiệp. Ông cứ thao túng tâm lý mọi người ở chợ. Ông nhồi nhét những suy nghĩ sâu xa đó, khiến cho họ nghĩ mẹ con Lý Thông là những người xấu. Trời ơi, quan cho tôi qua mà tôi muốn kêu quan. Ông cho kêu quan. Ai đây? Thẩm phán. Trời ơi, xét thấy luật sư nói Lý Thông đáng thương, phán vô tội, phóng thích. Thiên Lôi, tội vô không, quyết định thu bút, không sanh. Trời ơi, như vậy là tôi có tội sao? Quan cho tôi qua mà đánh có được chưa? Mặt con dặn, con dặn. Khoan, mọi chuyện đều có lý do của nó. Xin ngài hãy nghe con giải thích. Lý do gì? Dạ, chuyện là như vậy. Con bé, mẹ dạy cho tôi, chơi là phải tiến không được lùi, phải đi đánh lộn, phải chơi trên đầu. Có mẹ đằng sau chơi hết mình, con chợt nhận ra mình được bao kê.
con liền chơi tới theo ý mẹ. Thế là lúc này năm đầu trùng bàn, con thành đại ca của sớm làng. Mẹ yêu ơi mẹ biết không, bạn bè con không chơi với con, nó bảo rằng mày là đồ xấu, nên con về chơi với mẹ yêu. Ê, tao nghe câu chuyện của mày xong tao muốn đánh má mày chứ tao muốn đánh mày. Đừng, xin đừng đánh mẹ con sẽ đau đớn, con gục ngã. Nhưng mà con đã tìm thấy sức mạnh của nội tại, và con sẽ chiến đấu vì nó. Nếu không cho con cơ hội mà bắt con chết, con không phụt. Không phụt thôi, không. Tóm lại bây giờ mày muốn cái gì? Dạ, con muốn sửa sai. Được, mày muốn sửa sai để mày tâm phụt khẩu phụt thì tao cho mày tâm phụt khẩu phụt. Dạ, cầm cái búa đi, tao sẽ đưa cho mày trở về quá khứ ở hang Đại Bàng. Cứu cho được không chúa, cứu không được tao bữa gấp đôi nghe. Hồ Biên Đại Bàng đâu? Ở đây, ở đây. Đại Bàng đừng mong trốn được ta, nhà ngươi khôn hồn mau bước ra. Ta đây quyết tâm bắt được chim, nhà ngươi chết đi sẽ trở thành chim nướng luôn. À, một con, 2000 một con. Trời đất ơi, bỏ ra. Người là ai? Tôi là Lý Thông. Tới đây chiếm đại bàng của công chúa. Cứu tôi với. Công chúa. Công chúa. Cứu tôi với. Ta đây. Sao không ai cứu tôi vậy? Chị, em cứu chị nè chị. Em cứu chị. Chàng cứu thím hả? Là ta. Ta sẽ chiếm đại bàng phu nàng. Trời đất ơi, hên Lý Thông này nhạt nhòa, chứ Lý Thông mà đậm đà như ai kia ha. Trời ơi, tức quá. Tức cao quá. Cao. Mày nhắm làm ra mày hãy làm nha. Mày mà làm không ra, anh ấy sẽ là người đánh rớt mày đầu tiên đó. Bỏ nhỏ này qua kia lép ta cung. Ê khoan, đáng lẽ hồi nãy là mày đem tao về luôn được rồi đó, mày đưa tao qua đây cho con đại bàng chi vậy? Ờ ha. Quách chém lộn với tao đúng không? Dạ. Và sau đây là trận đấu của Đại Bàng Tinh và Lý Thông. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Nó loạn tiền đình rồi. Đi quá chiếc không chắc đại bàng. Nó bự lắm. Thôi. Nó bự lắm không dám qua đâu. Ôi dạ. Anh đại bàng à, có gì từ từ bình tĩnh nói nha. Đừng có mày má. Anh ơi. Anh ơi có gì từ từ nói. Thôi. Ai mượn cứu em lại anh? Em không cần anh cứu, cho em ở lại với anh đại bàng đi. Em ở đây chịu được. Nàng phải có niềm tin ở ta. Ta sẽ chém đại bàng cứu nàng, coi đi. Xong việc rồi, tao về nha, tao không bữa mày nữa. Mày chém chết công chúa luôn, vua cha thế nào cũng chu di tám thập mày à. Cho tôi hỏi đi, con chim con lợn con chưa nhảy lý thông không có nhớ. Ê, ghê quá à. Thôi đừng nói vậy, chúng nhiều người lắm. Một cơ hội cuối cùng, lần này làm cho ngọt. Dạ. Hồ Biên. Tao ở đây với mày. Dạ. Giết đi. Đại bàng đâu? Ra đây. Ở đây. Kỳ này hả? Chém này. Này. Này.
băm mày luôn. Ủa, hai người đâu á? Đi du lịch. Đã quá vậy. Rảnh không? Rảnh. Ở nhà giữ nhà giùm nha. Được, được, đi đi. Thưởng lộ bình an. Bác làm anh giỏi. Nhớ biên thư về cho Thông nha. Tạm biệt, nhớ mua quà nha. Trời đất ơi, giờ làm gì giờ ta? Dạ. Mày tới mày giết nó bay rồi kìa. Trời đất ơi, nó thao túng tâm lý tôi và mấy món quà du lịch. Mày bay đi hả? Mày chúng chưa? Chúng rồi Ủa, con chúa. Ủa, đại bàng. Ủa, con gì đấy? Của ta. Ây da, huynh đài đã bị tàn tật rồi, có mỗi con chim điêu làm phương tiện di chuyển, tại sao cũng giết chết nó chứ hả? Ây da, lỡ tài đó mà, cái tài hừ à. Thế huynh đài, có muốn quả vàng không ạ? Ê, thật là trùng hợp. Get go. Get đi. Ủa, Thiên Lôi, Thiên Lôi, còn tôi sao Thiên Lôi? Mày ở đó đi, mày không làm được cái gì đâu. Mày là đồ vô dụng. Đó đã từng là Công Huy, một người đã từng có tất cả, nhưng ở một thời điểm quá sớm, cho đến cái ngày khi tất cả mọi việc đều xảy ra, Huy không nghĩ mình là người sai, mà là sai ở tất cả mọi người. Cho đến lúc không còn ai ở bên cạnh Huy nữa, lúc đó Huy mới nhận ra mình là người sai. Huy đã nghĩ mọi người đã rời bỏ Huy, nên ngày hôm nay Huy muốn nói lời xin lỗi. Không phải là mọi người đã rời bỏ Huy, mà do Huy đã chọn cách rời xa họ. Ngày hôm nay Huy muốn mọi người hãy tin tưởng ở Huy. Không biết Huy có thể đi đến đâu, nhưng Huy sẽ nỗ lực hết mình để chứng tỏ cho mọi người thấy Huy làm được. Huy là chính Huy. Bởi vì tôi là chính tôi, chẳng cần là một ai khác. Bởi vì tôi là chính tôi, càng đi chất sinh vững vàng. Bởi vì tôi là chính tôi, chẳng cần một ai so sánh. Bởi vì tôi là chính tôi. Còn bà con ơi, chú chết rồi, chú chết. À, trời ơi, vậy? Vợ chồng con ăn cái gì? Hả, cái gì? Cháy nhà rồi. Cháy ở đâu? Cháy ở trong đây đây nè. Cái gì ghê vậy? Giờ sao? Bây giờ đi vô gom cái gì quan trọng ra đây đi. Lẹ đi, đừng có đứng ở đây. Lẹ. Chú đi vô gom cái gì quan trọng, lẹ lên đi. Gom cái quan trọng rồi. Ủa, chú gom cái gì vậy? Hộp bánh nha. Sao bánh mà quan trọng? Này quan trọng nhất. Thằng chồng mày mới tức thì nó đứng ở đây, mà sao giờ nó nhảy vô khung hình ngồi rồi. Rồi nhiều quá, phụ tôi mọi người ơi. Con này sao làm gì mà đem tấm hình ra đây? Chú kêu lấy cái gì quan trọng nhất, hình cưới quan trọng nhất, sợ nó cháy. Cháy mày không biết in cái khác hả? Mất file rồi còn có file trắng đen rồi, chú thấy không? Trời ơi, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Chết, chết, chết con. Chạy đâu? Cái gì vậy? Bình ga. Chạy đây, chạy đây. Cái đó cái bếp ga mini vậy gì á? Làm như nó sợ không có ga, nó đem bình ga ra. Chạy đi mọi người ơi, chạy ơi, vậy. Cái bình sắt. Chạy đây. Đúng mà, chạy đi, chạy nữa đi. Mọi người hiểu hết chưa? Có mày đang không hiểu á. Mày nghĩ tao đang cháy mày đem bình ga chứ bình xăng ra vậy? Diễn tập phòng cháy chữa cháy. Cháy giả không phải cháy thiệt. Lỡ có quả quạng á là mình chạy trước nha. Ở đây ai cũng chạy thoát hơn có mình mày đi gom đồ á. Nãy giờ cháy rồi chạy tùm lum rồi, Nguyên đâu rồi? Để tao kêu nó. Đợi con tắt cái máy khói Khai. Xong chưa? Xong rồi. Tới con tắt nhịp. Tao như tục tưng. Ôi trời ơi, đang ngủ tự nhiên cái ta đây hả tục tưng. Mày điên hả? Cháy nhà mày quay gì vậy? Cái thằng này nó cháy nhà mày lái chim hoài. Chào mọi người, tôi là ông Bảy, chủ nhà của khu này. Thôi được rồi, buổi diễn tập bữa nay là hoàn thành xuất sắc rồi đó. Bây giờ tới giờ tập thể dục buổi sáng rồi. Ủa nữa hả? Nữa chứ sao trời. Thôi, nhạc. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. Một, hai, ba. Thở. Một. Ta giơ cao lên trời. Hai. Ta dang ngang bờ vai. Ba. Cái cây. Chẳng lẽ không chúng mày đánh một cái rớt vô mấy chúng á? Chú lớn mà chú kỳ quá. Ta làm gì cây? Chú đó. Nó kêu tan ngang bờ vai mà. Né chú khác đi. Bờ vai tao đây sao tao né chú khác được? Kỳ bờ vai chú dai vậy cũng dai vậy. Đây là lên trời mày có đi học không? Con thích. Con thích mày khó khăn quá. Nó tập thể dục có gì đâu mà quạo. Thôi giờ nó khó quá mình đừng tập cái hàng ngang nữa. Mình tập hàng dọc đi. Vậy thì thôi vậy. Rồi bên phải quay. Ba tay song song trước. Quay. Bốn buông buông cả hai tay.
Không thấy chú cố tình chứ không phải là chú vô tình đâu nha. Nó kêu tay xong xong trước mặt mà. Chú lớn cũng không biết né hả? Sao né tập phi dụng né chị vậy? Nó lẽ không hoài hả? Thôi chú ơi chú đừng có nói nữa. Đã chú biết nó khó rồi mà chú chọc nó hoài. Thôi bây giờ gì nghe lời con đi. Nhạc lại giùm em trên đây. Tay giơ cao lên trời. Hai. Tay giơ ngang bờ vai. Ba. Tay giơ thế. Mày sao tập bài tập chân được không? Có cái bài nào hát về chân đâu mà tập. Chứ tập tay mày khóa cái tay sao tao tập. Vậy đi chứ khỏi biết lòng nó. Không biết lòng nó mày biết lòng tao. Vậy chứ giận sao giận. Dẹp. Không có tập tành hết. Đi bé. Bỏ đi. Ngoan dữ à. Vợ chồng con bay biết đang ở đâu không? Đang ở nhà của tao đây nè. Thì đó. Mà cái quy định trong nhà này á là sáng sớm phải cùng nhau tập thể dục để khỏe khoắn. Có đâu mà tập rồi bắt đầu khó khăn rồi cộng cằn. Tụi bay quên hết trơn quy định ở đây rồi đúng không? Tao đọc cho tụi bay nhớ là không được dùng vũ lực, bạo lực, tác động vật lý, ghen tuông vô cớ rồi làm mất đi hạnh phúc của gia đình. Con heo nó cũng biết ăn chơi, con dơi nó cũng biết đàn đúm, con cúm núm nó cũng biết đi ba, con gà ta nó cũng biết hưởng thụ. Mày có coi đời con lũ không mà mày không đón vợ mày? Lần cuối nha, vi phạm một lần nữa là tao cho tụi bay thổi ở đây luôn. Còn thằng kia mày ngưng quay được cơ. Sao mày kêu tao bằng thằng? Ủa con đâu có nói chú, con nói nó mà. Tao đang quay nè. Sao tự nhiên chú chơi ngay lúc con nói? Biết mày nói nào đâu ngưng chứ. Cái lúc con nói chú đừng chơi. Ở nhà mướn trả tiền mà, sao khó vậy? Tôi tính quay quay đi đâu nữa vậy? Ăn uống gì chưa? Chưa. Vậy là chú uống thuốc luôn phải không? Đâu có biết giờ nào đâu uống thuốc. Vậy sao không nghe lời tôi gì hết trơn vậy chàng? Chú nói gì kỳ chú? Chú chính lớn thì phải nít đâu, thằng này nó nói chuyện nghe ngộ dữ vậy trời. Thằng Hùng con chú chính nó đi làm ăn xa, nó gửi chú chính cho tao. Thì giờ ổng bệnh tao chăm sóc chứ có gì đâu. Chú muốn chăm sóc chú chăm sóc. Mày khó quá à. Tao có con phải tao không có đâu. Ủa mà nó có nhắn gì về cho tao không vậy? Biết là chú có con rồi nhưng mà nó đi xa thì chú nghe lời con đi. Ngày nào mà nó không nhắn cho chú. Nó nhắn tao gì vậy? Chú ăn hết cháo đi rồi con lấy điện thoại con đọc cho chú nghe. Nhớ cho ba tao ăn uống đầy đủ. Rồi cuối tuần dẫn ba tao đi khám. Bao nhiêu tiền thì tao gửi về. Nó có hiếu gì còn đổi gì nữa. Rồi giờ đọc đi con nhắn cho đây nè. Tết về đi. Tết về đi. Con nhắn cho nó rồi đó. Giờ đi vô trong ăn cháo. Con có xách thuốc cho chú kìa. Rồi đợi chừng nào mà thuốc nó sắc lại rồi con cho chú uống. Táp hấp, táp hấp, táp hấp. Ai không ra là cộng thêm tiền nhà 500 ngàn. Trời. Con này chú. Cái gì mà kêu giật ngược vậy chú? Cái cuộc họp giật ngược này là do cô mà ra đó. Không có làm gì đâu. Thôi không có làm cái gì hết trơn á hả? Quan ức quá hả? Ăn không ngồi rồi ở nhà. Cái lên mạng đặt hàng online. Cái đâu có nhận đâu. Để cho con già này nhận nè. Cái bây giờ một đống hàng đây kìa. Ai có đặt hàng đi theo tôi. Có mình nữa hả? Có sao không có? Có anh nữa hả? Cuộc sống mà chị ơi. Rồi im lặng trật tự. Móc tiền ra sẵn đi. Tôi đọc tên của người nào thì người nói nhận hàng nha chưa? Dạ. Ngân nè 208. Con có 500 à. Vậy thiếu lại 220 đi một chút rồi thôi. Dạ. Cho của thằng Khanh là 120. Rồi 120 đủ nè chú nè. Rồi 120 là đưa qua con dạ. Này. Dạ à, còn thiếu 100. Thiếu lại 100. Thằng Nguyên là 60. Vậy con 100 nha. Rồi đây ta đắp 100 mày nè. Dạ. Rồi mày dạ. Đủ. Thiếu lại 40. Đưa 20 cho tao thôi, lấy cho mày 30 cái nè. Tao có mày 208. Rồi, đúng rồi. 200. Rồi, 200 của mày quay. Rồi, xong. Trời ơi, nó khỏe. Xuống đi. Ủa, ê, khoan, lên đây. Cái gì chú? Tiền đâu đâu? Tiền gì? Tiền hàng. À, chứ đâu có cầm tiền gì đâu. Ủa? Biết là không có tiền rồi. Nhưng mà tiền túi tao bỏ ra tao nhận cái đống hàng này cho tụi bay nè. Bây giờ tao đưa tụi bay nè tao phải có tiền chứ tiền tao đâu. Ai biết. Nãy chú đưa con là con nói con chỉ có một cái tờ 500 ngàn con đưa chú thôi chú nhớ chưa? Nhớ con này có đưa cho tao 500 ngàn nè. Đó trả đàng hoàng. Ừ. Đừng có nghi ngờ con nha. Nãy con có đưa 120 cái cứng qua đây nè chú nhớ không? Đúng rồi. Đó thấy chưa? Con sòng phẳng con đưa chú 100 ngàn chú còn nợ con 40 đó. Rồi tao nhớ luôn rồi. Nhưng mà cái đó mới có vòng đầu rồi mấy vòng sau đâu. Ai biết. Đủ rồi thôi vậy. Không. Bây giờ trả hàng đi làm lợi chứ tao không có ngu mà tự nhiên mắc tiền đâu. Trời ơi. Mất thời gian quá. Mất thời gian quá. Bây giờ nè, bình tĩnh, từ từ, nói câu nào gõ câu đó. Rồi. Chuẩn bị tiền, tao đọc đúng tên một cái là nhận chứ không có nhận. Đúng. Của con ngân chứ không có ngăn. Đúng luôn. 208. Là nãy con nói chú con chỉ có 500. Đúng. Là tao cầm tờ 500. Rồi. Thiếu lại 220. Đúng rồi. Thằng Khanh là 120. Rồi 120. Đây. Đắp 120 cho con này. Đó. Thiếu mày 100. Đúng. 500 trên tay. Thấy chưa, có tiền rồi chưa vậy, chân có tiền rồi nè. Của thằng Nguyên 60. Con có 100 nha. Rồi. Đắp 100 cho con này. Quê. Nợ con 40. 40. Ăn trọn tờ 500. Đúng. Rồi. Tiếp. Của mày là 160. Đưa 160 cho tao. Tao thời lại 40 cho mày là 120. Rồi thằng này nè. Đủ rồi đó. Đủ rồi là 630 đó. Rồi thiếu còn 200. Rồi 200 của mày. 200 của tao đâu? Dòng trước tao hết hàng, tao hết tiền là quề rồi.
Ờ, tao nhớ dòng chú có đưa 200 cho mày mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ chú đang thiếu còn 200. Tao hết hàng, tao hết tiền, thiếu 200. Dạ. Thấy sai sai ở đâu á, chú làm lại thêm lần ở đây. Thôi 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 thôi, không có làm lại nó 400 là sao? Không không không, là không làm lại cũng được, nhưng mà chú vẫn thiếu còn 200. Thiệt mà, nãy tính qua tính lại, cấn qua cấn lại là chú thiếu còn 200. Bây giờ chú có tiền ở đây không? Không. Vậy trừ vô tiền nhà đi chú. Trời ơi, con này tính toán dữ vậy trời. Thôi 200 mà mọi người. 200 lận chú. Trừ vô tiền nhà luôn. Thôi gọi vậy thôi, trừ vô tiền nhà đi, giải hết giùm tôi đi. Trời ơi, đi quá trời chú này thiệt luôn á. Ngân ơi. Dạ. Ngân, cái đầm ren của mày nè Ngân. Cảm ơn chú. Đầm ren xuyên thấu. Con đâu có đặt đâu chú. Biết ngay mà. Bắt đại trận. Tôi nói cho bà biết, từ lúc cưới bà tới giờ chưa bao giờ bà đứng đầm ren cho tôi coi hết á. Mà bây giờ bà đặt đầm ren là cho ai nhìn? Rồi em không bao giờ đặt đầm ren. Mấy mặt bà ba không, em đặt đầm ren làm gì? Chú ơi, con đâu có đặt đầm ren xuyên thấu đâu chú. 200 ngàn của tao đâu? Trừ vô tiền nhà của con rồi. Nè, camera. Dạ em có đây, follow me. Tôi nói cho bà biết, bây giờ bà không giải thích á, bà tới công chuyện với tôi á. Không phải đâu. Nhanh. Ai cũng còn với chú rồi. Bà cái thằng này mày làm cái gì quýnh nó hoài vậy? Ê, trời. Mày quánh tao. Ai bị chú đưa cái tay cho nó nắm. Về nhà bà chết với tôi nè, bước về. Đừng đánh em mình ơi. Mình ơi. Mình ơi, đừng đánh em mình ơi. Đừng đánh em. Trời hay quá chú ơi. Con chưa có làm gì đó luôn á. Bây giờ mới làm nè. Đừng đánh em mới thôi. Chờ cái miệng của bà đó mà bây giờ tôi mang tiếng vũ phu nè. Từ lúc cưới bà về tới giờ chưa có hề đụng tay đụng chân gì hết. Đụng một cái là lăn bước qua nhà nhanh. Trời ơi. Trời ơi. Chưa có làm gì luôn á. Bây giờ mới làm nè. Ê chú ơi. Trời ơi. Trời ơi đừng có đánh. Coi chừng cái siêu thuốc của tao nấu cho ông chín bây giờ. Nó bể cái siêu thuốc luôn rồi trời. Coi chừng cái lò lửa đây kìa. Trời ơi bể cái lò. Cái lò lửa đó. Trời ơi Nguyên ơi là Nguyên. Trời ơi. Thằng nào chạy chạy. Trời ơi mày đừng có quay. Mày chặt cửa đây. Giờ sao. Nước. Đi. Nước. Ủa. Chú Chính đâu? Chú Chính đâu? Chú Chính. Cố. Mày ơi. Chú Chính ơi. Gì vậy? Diễn tập hoài vậy, ngày 3-4 cửa vậy. Này cháy thiệt chứ không phải diễn tập chú ơi. Cái gì? Cháy thiệt hả? Dạ. Trời ơi chú cha. Nè trời ơi. Lửa nó cháy vậy mà chú còn chạy giống chi nữa. Tao vô lấy hộp bánh nè. Chết cháy tới nào chú không lo mà chú còn lấy hộp bánh nữa. Cháy cũng được, chết cũng được, hộp bánh không bỏ được. Nhưng mà cái hộp bánh này làm cái gì mà của tao mà quan trọng như vậy. Điên hả? Chú không có ăn nữa. Đi ra. Của con tao mà. Ủa lần hùng á. Năm nào cũng vậy hết á. Để dành cho nó mà nó không có về. 3 năm rồi. Qua Tết cái hư hết trơn luôn. Năm nay về nha. Ba còn năm này. Biết năm sau ba còn nữa không con? Biết năm sau ba còn nữa. Về ba mua cái mới cho ăn nè. Về ăn Tết với ba nghe. Ba nhớ mày quá à. Con xin lỗi. Không có cho mày ăn đâu. Thèm hả? Thương lắm mới cho nghe. Ăn không? Không biết. Cái này của ông Hùng. Không có cho ai hết á. Ăn Tết với tôi nghe. Ăn Tết với ba nghe. Con hứa với chú, nhất định bằng mọi giá con sẽ kêu thằng Hùng về đây ăn Tết với chú nha chú Chính. Luôn á. Nào, cùng đi ăn Giáng sinh thôi. No. Không đi ăn Giáng sinh đâu. Ủa, chứ dắt tao vô đây làm gì? Để ăn cắp. Là sao? Hôm bữa tao nói với mày rồi đó. Đột nhập vô khu hamster, ăn cắp công thức chế tạo cái diệt chuột. Vô. Cái gì? Bữa mày nói tao 25 mà. Nhưng mà tao muốn đi 24 được không? Ồ, kế hoạch ăn cắp mà mày làm như kế hoạch du lịch. Mày muốn đổi là mày đổi hả Dương? Tao muốn ăn cắp xong rồi ăn chơi được không? Nguy được hiểm không? Lắm á Dương. Mày phải có kế hoạch chi tiết đàng hoàng chứ. Tụi nó đông lắm. Yên tâm. Kế hoạch nằm trong tay tao rồi. Vậy hả? Mỗi năm ở đây đều tổ chức tiệc Giáng sinh. Tao với mày trà trộn gì đó. Giả là ông già Noel. Rồi kèm theo cái viên kẹo mà tao đã chế tạo ra. Kẻ nào ăn vô sẽ bị loạn thần, mất lý trí và chìm vào giấc ngủ. Lúc đó tao với mày chỉ cần lấy chìa khóa, rồi mở khóa két sắt, thì tao với mày cầm trong tay cuốn công thức chế tạo keo diệt chuột rồi.
quá đã. Kế hoạch của mày tao nghe giống như là tiết mục kể chuyện em nghe. Nó đơn giản vậy chứ. Quá ok vậy đơn giản. Thôi tao về, tao về. Ê, mày không được về. Thôi. Chuyện đã đặt, đồ mày cũng đã mặc rồi. Mày phải nghe lời tao. Hả? Tao với mày ăn cắp cho bằng được cái công thức đó để đem về tặng cho Dương làng mình. Nhiều ngầu. Không nói nhiều nữa, đi thôi. Dương. Tiệc tùng âm nhạc ở đâu rồi? Tất cả các dịch vụ tao đã chuẩn bị, khách mời đã tới đông đủ. Còn mày, tại sao bây giờ ông già Noel vẫn chưa tới? Merry Christmas! Tao mày, tao. Cửa tù lộc đi phát quà hay là cửa ngựa ra trận? Ta diễn phải diễn cho thiệt chứ mày. Nhưng mà tại sao mày không phải là cô tù lộc mà tao? Nay quy hoàng của tao mà, cho tao thể hiện chứ đi mày. Mày chắc hôm nay là ngày quy hoàng của mày à? Thì vô trong mới biết được. Tránh ra mày. Merry Christmas! Đây là hamburger đúng không? Gớm. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Dạ dạ ông chủ. Tao đây nè. Con chó này là của ai vậy? Cơ sở nào, câu chuyện nào mà ông già Noel lại đi với một con chó? Em là con Từng Lộc. Hello. À, con Từng Lộc. Dạ. Vậy còn đây là ông già Noel. Đúng không? Biết ông già Noel có thể bỏ tay ra được không? Cái tay này bóp vô thanh quản một hồi đã đi thanh thản bây giờ. Dễ đường. Mua chuột. Tại sao có mua chuột? Ở đâu mà có mua chuột? Cái gì chuột? Mua chuột. Nó ăn thịt chuột. Chuột gì? Chuột đồng nước lưu. Cái miệng em nó lu bu mùi chuột xíu. Ủa? Merry Christmas. Đúng rồi. Merry Christmas! Hôm nay là buổi tiệc Giáng sinh. Đúng là buổi tiệc ăn mừng mà khu Hamster của tụi mình đã áp đảo được các khu ổ chuột khác. Mày làm cái gì vậy? Chúc mừng! Rồi, vậy được đó. Vào việc chính đi. Chính kìa. Ai vào việc chính kìa? Ai chính làm đi? Ông đó. Làm việc chính là làm gì vậy ông chủ? Ông có phải là ông già Noel không? Hả? Cái mặt này không phải ông già Noel thì còn mặt nào ông già Noel nữa? Từ nãy đến giờ tôi chỉ giả bộ quên thôi. Chú em à, làm đi. Thưa ông chủ, trước khi vô công việc chính, cho phép tôi gửi đến những người anh em ở đây mỗi người một món quà được không ạ? Đó, có quà. Được không ạ? Dạ được. Đây, kính thưa quý vị, đây là loại kẹo do em tự tạo ra. Kẹo này có công dụng ăn vào giúp cho mình cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Một viên thôi tràn đầy sinh lực. Đà, nào mọi người thưởng đi. Thưởng đi nè mà. Mời ông chủ một viên kẹo. Bị tiểu đường. No. Kẹo này là no sugar, daddy. Không đường, nhưng rất ngọt. Không đường mà rất ngọt. Rất ngọt. Không tin, ông chủ thử một liếm đi. Bây giờ như vậy, tôi muốn tôi với anh mỗi người nửa cục. Tôi với ông chủ mỗi người một cục. Như vậy mới nghĩa khí. Nghĩa khí lắm. Mời ông chủ. Cho cục khác đi. Ông chủ ăn cục này đi. Mới nói nghĩa khí đó. Ông chủ ăn cục này, tôi ăn cục của ông chủ. Như vậy không nghĩa khí sao? Hay! À, đúng là nghĩa khí! Mời ông chủ! Nào! Hãy cùng nâng kẹo mình lên nào! Cùng chúc cho cô dâu chú rể một mùa Giáng sinh an khang thịnh vượng, vạn sự như ý! Happy New Year! Rồi! Chúng ta hãy cùng đi ngược nào! 3 2 1 Vô! Đúng là hay không bằng hên. Vậy tao hay hơn vậy? Mày xui hả? Quà cũng nhận rồi, kẹo cũng đang ăn xong. Bắt đầu tiết mục đi. Cũng vậy. Ủa tiết mục gì ông chủ? Ông hỏi như vậy là sao? Tiết mục chắc chắn là phải có rồi những người anh em à. Không những một tiết mục đâu, mà có rất nhiều tiết mục nữa đúng không? Nào, còn gì ý nghĩa hơn vào đêm Giáng sinh này mà chúng ta ngồi quây quần bên nhau
cùng nhau lắng nghe những câu chuyện cổ tích về chủ đề Noel. Cái tên là gì? Là gì? Câu chuyện là cô bé Hoàng Khăn Đỏ có niềm tin sẽ đến nhà bà ngoại và thuyết phục bà ngoại đến nhà ông già Noel để dự tiệc Giáng sinh năm ấy. Cái đó là cái tựa hay tóm tắt? Cả hai luôn ông chủ. Làm đi. Tiết mục xin được phép bắt đầu. Bây giờ vậy, tao sẽ làm cô bé Hoàng Khăn Đỏ, còn mày làm con số già độc ác đi. Sao lúc nào trong kế hoạch của mày tao cũng là xúc vật hết vậy? Đáng đi câu giờ cho thuốc thấm lên diễn đi. Hello, hôm nay em rất vinh hạnh được phục vụ một tiết mục cho mọi người xem. Em là con Tường Lộc, chắc mọi người đã biết, nhưng hôm nay em sẽ là con sói. Sau đó sẽ đột nhập vào nhà của bà ngoại của cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Em bắt đầu hành động. Mày bắt ve hả? Không, em đang ăn cái cùm tay của bà ngoại của bé Hoàng Đỏ. Em phải ăn hết mới được. Rồi ăn chừng nào xong? Đừng có ăn nữa được không? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ăn ít thôi ngoại ơi. Em ăn xong rồi, em ăn xong rồi. Em giả bộ là làm bà ngoại của cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Em chờ nhỏ đó qua ăn luôn. Cô bé Hoàng Đỏ về rồi. Ông chủ, lúc này là cô bé Hoàng Đỏ về không ông chủ? Biết dạ. Rồi, đừng có giải thích nữa, làm tiếp đi. Hôm nay qua phương nơ về quê ghé thăm nhà ngoài. Mọi người ở nhà ngoài là nhà ngoại á. Biết rồi là hát cưỡng âm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hả ngoại, ngoại ơi. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ sao hôm nay con đi lâu vậy? Trời ơi, nói ngoại nghe. Hồi nãy nè, con bắt chuyến xe của hãng xe phương xa á. Con bắt chuyến xe là không, ủa cái gì quên rồi ta. Thôi cũng làm lại nha ngoại ơi, chứ cũng làm lại nha ngoại. Làm lại nha ngoại. Ghê quá ngoại ơi. Sao làm được không? Dạ lên. Con gắng nhớ con nhớ. Ngoại ngoại, con bắt chuyến xe của hãng xe phương xa. Đang đi ra con bắt chuyến xe số là 4977. Nhưng mà ngờ nó bắt lộn ngoại. Lộn hả? Lộn chuyến xe 7749 chở con đi luôn ngoại. Mọi người chú ý nghe nha. Đây chỉ là miếng hài trong câu chuyện của tụi em thôi. Thật sự là trong nguyên tắc đâu có vụ này đâu. Tụi em thêm vô cho mọi người lôi cuốn mọi người nghe cho nó biết hay. Biết rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Tiếp dạ, đi. Dạ, biết rồi. Tiếp. Ăn mì đi ngoài. Ăn mì. Ăn hết mì. Phải. Mì cay lắm. Thì cay mà. Cay. Cay quá. Trời ơi, tao coi ai này kể chuyện tao cay quá. Ngoại ơi, trời ơi, kể cái gì của đây? Ngoại ơi, ngoại, sao ngón tay của ngoại nhọn quá vậy? Ngón tay ngoại nhọn chứ ngoại gọt quýt đó con. Ông chủ, lúc này tụi tôi có chim bài học vô ông chủ, dỗ quýt dày cái móng tay nhọn ông chủ. Mày ngưng giải thích được không? Mày sẽ kể tiếp đi. Ngoại. Ê, mày phủ gùi hả? Không có ông chủ. Lúc này là gió lạnh tới ông chủ, con chống đối thiên nhiên. Trời, dạ nó chống đối thiên nhiên, còn con qua mình vào vũ trụ. Con bắt đầu lạnh, con lạnh quá trời lạnh luôn ông chủ ơi. Con ơi, dạ. Con qua đây cho ngoại sưởi ấm đi con. Ha, con cố quẹt diêm nè ngoại. Ồ. Để con quẹt cho ngoại sưởi ấm nha. Tuyệt vời. Ngoại, đưa tay ra đây. Ủa sao, nóng quá. Làm gì ạ? Ông chủ, lúc này con có chim bài học ông chủ là gấp lửa bỏ tay người ông chủ. Bà mày đâu bây giờ nuôi cho tao ai vậy? Ở đây không ai cho học hành gì hết trơn á, vui vẻ là được coi. Vui vẻ là được ha. Ngoài còn lạnh không? Hay lạnh không? Lạnh chứ, rất lạnh luôn. Quẹt thêm cho ngoài, quẹt thêm nha. Thêm đi con. Một lửa, hai lửa, thêm sao? Tám lửa, chín lửa, mười lửa. Lửa lớn rồi. Được rồi, ấm rồi. Ủa ngoài, sao cái nước gì chảy vô đây ngoài? À, xăng từ cái xe lăn của ngoài nó chảy ra đó con. Nó chảy vô lửa luôn rồi. Ủa, xăng lửa. Đùm. Đó chính là lý do tại sao cây xăng lại để bản cấm lửa. Và kể từ đó, con số già độc ác đã bị tiêu diệt và trở thành món BBQ nướng. Câu chuyện đã hết rồi ông chủ. Câu chuyện hay đó, ý nghĩa đó. Nhưng mà chủ đề là gì? Đừng đùa với lửa. Trời ơi. Chết rồi, tụi bay sao vậy? Burger. Burger, mày bị sao vậy cơ? Trời ơi. Tục xì lâu ông bê lắc. Tục xì lâu ông bê lắc. Tục xì. Ôi, nó bị sản hết chưa? Sản cho con. Mày sao tao uống cái gì? Tao. Mày. Trời ơi. Cứu tao. Hay quá bạn Hiền ơi. Các ngươi, tụi các ngươi lợi hại lắm mà. Với viên thuốc mê đó thì chừng nào các ngươi mới tỉnh. Hả? Quên, hồi nãy nó có ăn kẹo. Trời ơi, Thành ơi. Ngồi dậy Thành. Ngồi dậy. Thành, trời ơi. Thành ơi. Ngồi dậy nè.
tỉnh lại chưa? Tỉnh lại, lấy dạ. Gì quá rồi, có gì quá rồi. Mở đi, mở lấy công thức rồi về, lẹ đi. Đúng rồi, đàn ơi. Cái công thức chết tao. Cậu ơi, đi dậy thôi, đi dậy. Đi. Dậy. Cái đó. Dậy. Tụi mày dám ăn cắp công đức chế tạo kêu của tao, bắt tụi nó lại. Thành, hả? Mau đem về cho dân làng mình đi. Còn mày sao? Tao sẽ đánh lạc hương bọn chúng. Đi đi. Cẩn thận nha. Nhanh lên. Chết rồi. Mày nghĩ mày trốn thoát hả con trai? Đây là căn phòng bí ẩn để bắt những người dám ăn cắp công đức chế tạo kêu của tao. Mày sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đó, con chuột nhắt là. Chưa chắc ai dính bẫy của ai đâu. Con chuột chu à. Cuối cùng này kẻ ác cũng bị tiêu diệt. Còn ta. Thành ơi Thành. La ơi. La ơi Thành, La ơi Thành, La. Thành La ơi, cứu tao Thành La ơi. Thành La ơi. Siêu cấp. Trời ơi, con sao biết nói. Các huynh đại cứ từ từ. Đừng chán lắng. Ai rồi cũng tới số. Hả? Hả? Tới số gì trời? Alo, ai rồi cũng tới lượt. Đúng rồi. Hãy tập trung cùng chào đón Hot Boy Tẹo Hủ Tiếu. Hủ tiếu gõ là món ăn truyền thống trong mấy cái ngõ. Muốn nấu một tô hủ tiếu gõ cho ngon thì nhịp gõ phải cực, nhịp nhạc phải nhanh, nhịp tim phải ổn định. Muốn trụng cùng hủ tiếu cho mềm phải có sự dẻo dai của tầng trên kết hợp với sự linh hoạt của chi dưới. Hai chân phải trụ, hai tay phải nhanh nhẹn, mắt phải mở tròn xoe. Quan trọng nhất là phần chấm nước lèo. Chúng ta phải bưng bê cái tô cho thật điệu nghệ. Và đặc biệt là chấm từ dưới, không được rơi quá tay mà con. Và đó chính là Hot Boy Tẻo Hủ Tiếu. Hủ tiếu gõ chú tiểu ngon số nhất, không gõ cũng có tiếng. Lẹ hơn á, khỏi phải chờ đợi. Gì vậy? Ủy, ăn cái gì chú làm cho? Ăn gì? Ủa, tưởng biểu diễn xiếc tới coi thôi chứ đâu có ăn uống gì đâu. Thôi, tới giờ con mời, giờ con đi về mát con đợi. Thôi, đúng rồi, đi ăn cơm tấm no hơn, chứ ăn hủ tiếu không có no. Thôi về. Đi cơm tấm. Không á. À. Ê, chào quý khách. Chào gì nữa, tao đi hết rồi mày. Gì vậy con, tao đúng hết rồi. Đồ không có tầm nhìn. Có mắt như mù, không biết nhìn xa trong rộng. Anh đây nè, đây biết nhìn xa trong rộng nè. Con gái. Dạ. Ăn gì chú lấy cho. Chú ơi chú. Ừ. Chú cho con hai cái đùi gà. Giòn hiệt là giòn, cái hiệt là cây nha chú. Ủa con, ở đây có xương với giò nạc à con. Làm gì có hai cái đùi gà giòn cái. Ủa, vậy chứ chú bán gì? Chú bán hủ tiếu gõ. Là sao? Thôi tôi gõ chứ con tưởng gà gán hả? Gì kỳ vậy trời? Ủa? Cái tụi này thiệt trời ơi á. À, người ta nói người ta thèm ăn gà gán, cầm tay cho dễ bóc, tự nhiên dẫn vào hủ tiếu gõ. Tôi thấy đường đâu gấp. Ôi trời ơi. Taxi. Trời ơi. Không thấy đường mà cứ taxi.
Nhưng nó kỳ vậy, có mẫu mẫu hàng kỳ vậy. Quả tay, quả tay, quả tay. Gì? Anh tệ. Thôi quả tới thì thôi, thôi quả tới thì thôi. Anh cái động đất à? Anh động đất à? Động đất à? Động đất. Anh tệ. Ôi trời, nữa rồi, sao vậy? Trời ơi, anh tệu. Trời đất ơi, sao ngày nào cũng qua ghẹo tôi vậy? Cái này không phải ghẹo, mà là dẹo. Đúng rồi đó, em qua đây em dẹo thẳng thừng luôn nè. Rồi ăn cái gì nè, tôi làm cho. Ăn gì ngồi đi. Dạ. Khoan, đừng ngồi. Sao vậy? Ngồi cái nào gãy cái đó à. Đứng yên đi, ăn cái phê nha. Hai tấn cũng được. Ăn gì làm cho nè? Cho em tô hủ tiếu khô nhiều nước kìa. Ủa? Alo, dạ ăn cái gì tôi làm cho nè. Khổ quá quậy tôi hoài. Lấy tô hủ tiếu đầy đủ. Ừ, lấy nhớ. Thì lấy hành nè, lấy ngò nè, lấy thịt nè, lấy chiên nè, lấy hết đồ ăn bỏ vô chẩm cho em nha. Rồi lấy xe tôi luôn đi. Lấy xe hủ tiếu làm gì? Muốn ăn hủ tiếu em lấy anh làm chồng. Được rồi, anh nói gì vậy? Thôi, hủ tiếu xong nè, là ăn đi. Hủ tiếu xong rồi nè. Anh có biết là em của anh mệt lắm không? Trời đất ơi, nói bây rồi. Bây giờ nè, em hỏi một lần cuối, anh có chịu lấy em không? Không. Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh coi em là em gái thôi. Trời ơi, phá tôi hoài. Anh lấy đứa em gái nào mà ngày nào cũng ra ăn tủ tiếu ăn 3 tiếng đồng hồ không? Sao em rảnh vậy? Chủ yếu là em muốn nhìn thấy nụ cười trắng sáng của anh mỗi lần anh muốn hủ tiếu cho em. Ai cười? Anh đang cười kìa. Cái này không phải cười. Cái mỏ tôi hôn. Mỏ hôn đưa ra thôi, cái này cấu tạo tự nhiên, gia đình về để lại. Chị muốn bán hủ tiếu bóp nhăn lại để người ta tưởng hiểu lầm. Chứ lần nào em qua đây anh không nhăn. Trời ơi là trời, anh tưởng hủ tiếu anh ngon lắm hả? Vừa dở vừa mắc nữa. Giá thị trường tôi tiếu có 20 ngàn, anh bán 40 ngàn mà miếng thịt khổng lý gì nè. Còn nước lèo á, lạc lẽo lạc cách cho cái tình cảm của anh vậy đó. Trời ơi, này cũng tại em. Anh nói em đòi em cứ qua đây em quậy anh hoài, em phá anh hoài. Nên anh ấy cố tình anh nấu mắt với bán vợ. Mà vẫn ăn. Đúng rồi. Tại tôi ngu á. Tôi ngu tôi mới chờ đợi anh. Còn anh chỉ biết chờ đợi bà Tiếu rồi. Tự nhiên nhắc Tiếu chi vậy? Bà Tiếu mà có gì hơn tôi. Bà Tiếu mà đâu có Tiếu lắm đâu. Làm gì chờ bà hoài vậy? Tôi á, tôi về tôi nói ba má tôi mua lại nguyên mảnh đất này luôn. Cho anh khỏi bần nghề. Ủa bán hủ tiếu gõ mà không bán đầy đậu chỗ khác. Anh đậu chỗ nào tôi mua chỗ đó, anh coi chừng đó. Ý mà ghét. Có tính cách, có tính cách, gì? Có tính cách. Quay lại nữa hả? Có tính cách. À không không không, có cách tới, có cách tới. Ủa, cách tới hả, cách tới hả? À cách. Mày làm gì vậy? Cười khách khách, cười khách khách. Thôi được đúng rồi, có khách tới mà. Phải cười khách khách này con. Khách. Ôi da, khách. Ờ, cho tôi một tô hủ tiếu lấy móng không lấy giò. Ông anh à. Hả sao chị? Tôi bị gì á là vô tình anh lại được gặp nhau trong giấc mơ. Anh cho tôi thêm dĩa ớt nha. Ớt hả? Ớt có chị, có chị. Trời ơi, cái hủ tiếu mà bỏ nhạc tưởng gặp người quen không à. Đúng rồi. Tiếu. Anh Tiếu. Tiếu. Anh Tiếu. Không có nhạc đâu, khỏi chờ, gặp nhau bình thường thôi. Đời đi. Hay quá, hay quá, hay quá. Cuộc đời đưa đẩy. Cuộc đời đưa đẩy làm sao mà em về để gặp anh vậy? Dạ. Tiếu à. Tiếu ơi. Dạ. Lâu ngày không gặp Tiếu. Sao nhìn Tiếu Tiếu vậy? Tiếu thiệt luôn á. Nhìn Tiếu lắm không á? Dạ thì ai rồi cũng phải khác mà anh. Chỉ có anh là không khác gì ha. Đâu sao chứ, anh cũng khác mà. Anh khác cái gì? Ngày xưa anh bán hủ tiếu gõ. Vậy còn bây giờ? Anh bán hủ tiếu. Không có gõ nữa. Đỡ cao cực không em? Trời ơi, ổn quá. Vậy mà em đi xa lúc nào em cũng nhớ tới cái tiếng hủ tiếu gõ của anh hết trơn á. Nhưng mà đã nói rồi, không có gõ nữa đừng có nhớ. Sao mà không gõ? Cái tiếng gõ đó là cái tiếng gõ đặc trưng của hủ tiếu. Nếu như mà không có tiếng gõ sao ta gọi là hủ tiếu gõ, đúng không? Hủ tiếu gõ là mình phải gõ. Mắc cái gì mà không gõ?
bán không kịp. Con mình là vừa bán vừa gói sao kịp. Vậy vợ con đâu rồi, mắc gì không kêu ra phụ? Anh làm gì có vợ con? Vậy tính ra tới giờ anh vẫn ở một mình hả? Ở với tôi nè. Cái con gì đấy? Con anh đó. Hả? Anh là con người mà sao đẻ ra con chim? Này con chim sáo nuôi. Đúng rồi, con sáo. Đây chính là chim sáo ngày xưa đây mà. Con kia chết rồi bà Téo. À, con này con mới. Ủa? Ủa mày là con mới hả? Rồi con mới. Vậy chứ mắc gì nó biết tên em? Con kia chăn chói hấp hối kể lại. Quá ra loài chim của mày có tình người quá. Mèo. Hả? Sao ba bốn con chung chỗ vậy nè? Con này nó thành tinh rồi, giọng gì nó không nói được hết trơn á. Tắc kè. Mày tắc kè không? Tắc kè hồi đánh mày tắc thở bây giờ à. Mà em thấy anh cũng ngộ lắm nha. Bao nhiêu con á anh không nuôi, mà sao anh cứ nuôi con sáo hoài vậy? Bởi vì sao vậy anh? Bởi vì... Tại sao? Bởi vì chỉ có con sáo mới sang xong thôi. Ủa? Con gì sang xong không được, bắt gì là con sáo? Bởi vì chỉ có con sáo mới sổ lòng bay đi. Ủa? Con gì sổ lòng không bay? Sao quý trọng con sáo hoài vậy? Bởi vì... Ủa? Bởi vì... Ủa? Mày có bầu hả? Mày có bầu hay gì mày ủa hoài vậy? Nói con nào trả treo của đó à? Mày với mày mà trả treo, hội treo mày lên làm trả bây giờ. Thôi anh đừng trách con sáo. Người đáng trách là em nè. Nếu như ngày xưa... Ê, có chuyện ngày xưa nữa hả? Kể nghe coi. Mày cũng nhiều chuyện lắm á, nhiều chuyện lắm chứ không vừa á. Không, ý là kể cái khúc mà con kia chết chưa kịp kể á. Cái chuyện ngày đó. À không, em đừng kể à. Không, anh phải để cho em kể. Không, anh nói em đừng kể mà. Anh đừng kể. Em đừng kể. Em muốn kể. Em phải kể câu chuyện này. Ngày đó, sợ gì em muốn anh giận em, anh ghét em, cho nên em mới nói là anh xấu, anh nghèo, để anh đừng quan tâm, đừng yêu thương em nữa. Bởi vì lúc đó gia đình em đang mắc một món nợ rất lớn. Em phải đi qua nước ngoài, em lấy chồng. Rồi sau đó em kiếm tiền, em gửi về cho ba má em trả nợ. Trời, em phụ bạc anh, em xin lỗi anh. Trời ơi là trời. Tại sao vậy? Cả một tuổi thanh xuân của tôi chờ đợi em chỉ là một câu xin lỗi là xong thôi sao? Bỏ qua cho người ta đi, đàn ông đừng nhỏ mọn quá. Bỏ qua hết. Nghe. Trời ơi, thôi chuyện cũ bỏ qua đi, đừng nhớ chuyện cũ nữa. Bây giờ cái điều quan trọng là anh thấy em nè, mạnh khỏe nè, về để thăm anh là anh vui rồi. Ủa em đâu có thăm anh, em về thăm ba má em mà. Thì hai bác nhà này khỏe ha? Dạ. Anh nghĩ đi, em đã tới tuổi này rồi thì ba má em anh xin lỗi, hai bác mất rồi hả? Còn anh ơi, ba má em còn sống anh. Nhờ phước đức ông bà để lại ba má em khỏe mạnh lắm, ngày vẫn ăn cơm ba bữa bình thường á anh. Ủa ngày ăn cơm ba bữa mắc gì mà ba má em? Anh nghĩ đi, cái tuổi này thì ba má em tại nhiên xuống chậm bi vậy? Tại em nghĩ tới cuộc đời của em. Cái cuộc đời của em nó có nhiều khúc mắc lắm. Khúc nào anh không biết? Quan trọng cái khúc này nè. Cái khúc này em có mặt ở đây rồi. Em ngồi xuống đây đi, anh làm cho tôi hủ tiếu ăn nha. Anh Tiểu. Thôi để lần khác. Lần khác em ghé lại em thăm anh, em ăn hủ tiếu sao? Ủa? Bây giờ em phải đi rồi. Ủa Tiểu à, sao gấp? Tiểu, where do you want to go? Sao lại trốn về tới đây? Mình trốn nợ mà. Mình trốn ở đâu cũng được, đâu có cần quy định chỗ nào đâu. Không trả tiền, đến đây trả treo. Không. Bây giờ sao? Anh từ đâu tới đây mà kiếm người này vậy? Tôi bên nước ngoài về đây, tôi là chủ nợ của cô ấy. Chủ nợ? Ủa xem ăn nói không thiếu nợ hoài vậy em? Thấy cái này là chồng của em, anh làm ăn phá sản xong rồi bây giờ anh bỏ trốn. Cái người ta cứ bắt em, người ta đi bắt trả nợ hoài à. Được rồi, bình tĩnh đi, để anh giải quyết cho.
Cô ấy thiếu bao nhiêu cơ? 20.000 đô. 20.000 đô có tiền không em? Không. Không có tiền đâu. Bắt con nhỏ đó theo tao. Vâng. Từ từ để người ta nói chuyện. Có chuyện thì nói đi. Anh 20.000 đô. Đây. Được nha. Đập cái quán hủ tiếu luôn. Đập chết hai đứa nó cho tao. Em có sao không? Đứng bằng bên đi. Ba ơi, cẩn thận nha ba. Yên tâm đi. Còn tụi bay đánh ai thì đánh, đừng đánh con sáu. Là muốn trốn rồi, là ổn ẩn giật rồi. Bắt tao hiện ra hoài. Lên. Nhịp điệu cha cha cha. Please, man. Về thôi. Nhưng tao sẽ quay trở lại. Lần sau tao tới đông người hơn và có võ nhiều hơn. Trời ơi, tao quay cái quán rồi trời ơi. Còn cái gì nữa đâu? Bể nát hết rồi em. Em xin lỗi anh, tự nhiên em về đây em gặp anh chi khiến cho anh bị liên lụy vậy nè, em xin lỗi anh. Trời ơi, liên lụy cái gì? Bây giờ cái điều quan trọng là tiền đâu mà trả cho nó đây nè. Tan nát hết rồi. Anh Tảo. Gì nữa? Tảo. Thảo. Chị Tảo. Ừ. Em chúc hai người hạnh phúc nghe. Thảo. Đi cẩn thận nha em. Nhiều nha. Chị hứa với em, chị sẽ đi làm, chị kiếm tiền, chị trả lại cái món tiền này cho em. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em nhiều lắm. Trời ơi, mà tới cái tuổi này rồi tôi biết làm gì ra tiền đây trời. Có việc cho em làm. Có công việc cho em làm hả anh? Có. Thiệt hả anh? Về doanh nghiệp của anh đi. Tham gia doanh nghiệp của anh. Làm cái gì em cũng làm hết, miễn là làm có tiền thôi. Bây giờ anh sẽ đứng bán. Dạ. Em sẽ đi gõ. Hai đứa mình cùng nhau bán hủ tiếu gõ. Em đồng ý. Hay quá, hay quá. Vậy là đoàn tụ rồi. Hủ tiếu gõ đi. Hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ đi bà con ơi.
Nam Trà, chắc chưa? Nguy hiểm á. Từ nay hết duyên em trả áo, xem như hết tình mình đã trao. Cầm loan đã dựng tơ xuyên đức đoàn từ đôi gươm loan. Dầm ngàn thiên lý tiếng người đi, mây nước ngu buồn ngày biệt ly. Không cho xin mình đoạn trừ đâu đó sàn ngàn. Áo mới em cài màu hoa tươi, xanh bước bên người cùng duyên mới. Nên chen tiêu sầu khai một cùng đàn từ biệt nhau. Dầm ngàn thiên lý tiếng người đi, mây nước ngu buồn ngày biệt ly. Không cho xin mình đoạn trừ thường loan đoạn sàn ngàn. Áo mới em cày màu hoa tươi, xanh bước bên người cùng duyên mới. Nên trên tiêu sầu khai một cùng đã từ biệt nhau. Áo mới em cày màu hoa tươi, xanh bước bên người cùng duyên mới. Nên trên tiêu sầu khai một cùng đã từ biệt nhau. Áo mới em cày màu hoa tươi, ra. Chúa. Hả? Chúa mà. Cái gì? Chưa có dấu hiệu. Anh Đặng. Trà ơi! Nách Trà! Nách Trà! Chết rồi! Trà ơi! Nách Trà! Nách Trà! Nách Trà ơi! Nách Trà! Trà đúng rồi! Nhà ưu vội con ở bàn đồn. Chưa có Nga nên còn trẻ con. Từ xương xa, chú đến với người. Rất ham ăn, với lại ham chơi. Nách Trà! Con ơi, yeah, con ơi, mong cánh cuốn nhà to. Con trước khi muôn làn gần xa, kéo lối cho vừa làm của ta. Vội con ơi, vội con ơi, mong lớn cánh cuốn nhà to. Con trước khi muôn miền gần xa, kéo lối cho vừa làm của ta. Đây là vội con ở bàn đơn. Vội con ở bàn đơn. Vội chào Tây Nguyên này, vội anh ngồi xa lại này. Vội con ơi, vội con ơi, vội con ơi. Wow. Hay quá. Trà ơi. Trời ơi, uống nước đi. Hay quá, hay quá. Cảm ơn anh. Làm bầu tô bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh thấy một chương trình tạp kỹ đầy màu sắc. Vừa ảo thuật chuyên nghiệp, ảo thuật hài. Lần đầu tiên anh quay về Việt Nam, anh làm show. Anh trao trọn niềm tin đó cho em. Thì thử hỏi làm sao, em không cố gắng làm hết sức được chứ. Trời ơi, em rất là tốt, làm cái gì cũng giỏi hết trơn á. Đúng rồi đó. Thằng Trà dễ thương lắm. Hồi xưa lúc mà tụi em làm trong đoàn phim á, kêu cái gì nó cũng phụ. Mặc dù hơi xu nhưng mà được cái nó nhiệt tình lắm. Dạ. Anh chẳng chơi đi vô trong cận cảnh à. Nói nghe. Dạ. Kêu diễn viên ra đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ dạ. Ừ. Mấy anh chị diễn viên ơi, ra hợp mấy anh chị ơi. Dạ dạ, ra hợp nè. Lãnh lương hả? Mới tập vậy mà hay diễn xong mới lãnh lương trời. Trời ơi, vậy là hợp cắt da em mới phụ anh lần đầu á, đừng cắt em. Này, cậu lao quá, ăn cơm, mệt rồi ăn cơm đúng không? Ăn cơm nha. Cơm nước gì giờ này? Thôi khỏi, khỏi nói, dạ. Hiểu rồi. Anh bây giờ anh muốn em cắt bớt tiết mục nào hay cắt diễn viên nào nói đi em cắt cho. Trời ơi, chưa diễn mà nói gì vậy? Sao chuyện gì? Bữa nay anh bầu show coi show của mình xong, ảnh mới nói cắt dài mẫn à. Sơ hở là mày diễn bi à? Tụi mình diễn tuyệt vời quá. Trời ơi. Vậy là đỡ thức khuya rồi. Dạ anh. Dạ anh ơi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha anh. Dạ. Nó show đội trưởng luôn kìa. Kệ đi. Show này nó kêu mà. Mọi người cũng cảm ơn anh nhiều lắm nha anh. Dạ. Dạ. Ý em là anh Đặng bắt cứu em cái anh Đặng. Thấy chưa? Cuối cùng cũng phải nhờ tới tôi thôi. Đặng vẽ hay giờ. Anh. Anh. Em nói anh nghe nè. Ừ. Để có thể làm một cái show hoành tráng như thế này. Dạ. Trong một tuần tất cả tụi em mỗi đứa chỉ ngủ được 2-3 tiếng hả anh? Tụi em chỉ mong là cái sản phẩm này nó thành sẽ được thành công anh ơi. Và dạ, khi mà đưa ra khán giả sẽ đón nhận nồng nhiệt luôn anh. Dạ. Dạ, cho dù có bao nhiêu cực nhọc vất vả đi chăng nữa đó anh, đổ mồ hôi sôi nước mắt đi chăng nữa, mà chỉ cần được nghe tiếng vỗ tay của tất cả khán giả thôi thì phiền muộn sẽ tan biến anh ơi. Và với sức mạnh nội tại của em đó anh, và với sức trẻ của tất cả mọi người nè, em nghĩ show của mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Em nói gì đúng không anh Đặng? Mày có văn sẵn sao mày không tự nói đi? Khi tao qua bển làm gì? Để tao a uống á. Người ta nói tao là mentor mà gà vãi. Trời ơi. Thôi giờ vậy, xong dạ. Cái show này anh bút mấy đứa qua châu Âu diễn. Ông muốn đi đâu diễn? Qua châu Âu diễn. Sao vậy?
Ủa, mấy đứa học hết hả? Cảm ơn biết cách. Sao vậy? Gì vậy? Bộ nãy diễn bị dập tay à? Sao vậy anh? Sao vậy? Hồi đó giờ á, đi diễn xa nhất là đi Châu Đốc với bà. Bây giờ được đi Châu Âu diễn, em mừng quá. Thôi nói nghe nè, bây giờ á mình phải bàn tính mình đi nước ngoài mình làm cái gì nè. Đúng rồi. Bây giờ đi Châu Âu là mình phải lấy nghệ danh tiếng nước ngoài. Chỉ vậy, cho người ta dễ nhớ mình. Chị tên là Mai Ca, tay sẵn rồi mình khỏi đổi. Dạ dạ. Không, cái tên chị có vấn đề nha. Ủa sao vậy? Bữa nay bầu làm show mà ngày mai chị mới ca. Chị ế show là phải rồi. Chết rồi. Cái tên này ba chị đặt đó, giờ làm sao? Vậy đổi ba đi. Ui khỏe lắm. Tại ý là kêu ba đổi tên đi. Mà ba đổi tên gì? Hôm nay ca tiếng nước ngoài. Today sing. Một cái tên thú vị. Bây giờ tên anh Đằng đi. Mày khỏi. Tôi chuẩn bị luôn ghê. Tao tự có tên riêng của tao rồi. Tên gì? Tên này tao thích dữ lắm. Tên gì anh? Có dịp để đổi. Tên gì? Huệ Châu. Vậy hả? Vậy thì tôi đổi à? Huệ Châu, tôi thêm S rồi đó. Wow. Cái tên thật là thú vị. Mấy người đi làm hài mà không biết giỡn hết trơn á. Vui đúng không anh? Vui quá trời. Anh dễ dãi. Em giỡn á. Nhưng mà anh cho em hỏi nè, là em không biết máy bay đường dài là đi cái cảm giác nó sẽ như thế nào anh ha. Trời, máy bay đường dài đúng không? Thì có máy bay đường dài lắm mà mình đi dễ lắm. Máy bay đường dài, muốn biết máy bay đường dài làm sao không? Muốn. Đi vô trọng làm hành khách thì em làm cho coi. Ok. Hay quá vậy anh, trời. Xuống đây ngồi đi anh. Hả? Dạ. Xuống ngồi ha. Dạ. Làm gì vậy em? Làm cái đầu máy bay cho sự minh họa thêm phần thuyết phục. À. Xin chào đón tất cả quý hành khách đã đến với chuyến bay CFV 2022. Và bây giờ tôi xin chào đón những vị khách đầu tiên đến với chuyến bay của chúng tôi. Chị ngồi sao chị áo chưa? Chị lớn xô đẩy không phải là đi máy bay mà là đi xe dù. Bà con cô bác xin chớ là làng, ngồi cho đúng chỗ, ngay ngắn thẳng hàng. Chị ngồi ở đây, anh ở bên kia, bé ngồi phía sau. Mọi người nhớ kỹ, bạn ăn gặp gòn, lưng ghê thẳng dài, em lái máy bay. Ổn định hết chưa? Ổn định hết rồi. Bây giờ chuẩn bị bay nha. Rồi. Bay thôi. Bye. Alo, check. Tôi là cơ trưởng Nam Trà. Xin chào mừng tất cả quý khách đến với chuyến bay của chúng tôi. Và chuyến bay có những quy định như sau. Alo. Không nghe. Đừng có nói mà. Không nói, không nhìn. Sao cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Xin chúc quý khách có một chuyến đi thượng lộ bình an. Mưu sự tài nhân, thành sự tài thiên. Ôi trời ơi. Bye, tiếp đi nè. Và bây giờ, chuyến bay xin được phép cất cánh. Ủa gì vậy? Gì vậy? Có thằng chậu lái máy bay ẩu tấp đầu máy bay này. Ủa, trời ơi, ghê quá à. Không sao. Cái đầu máy bay bị gì vậy? À, bị nó tấp mớp đầu máy bay rồi. Trời ơi, không sao, có tờ lê, sửa thôi. Xong rồi, dẹp tờ lê, bài tiếp. Trời ơi, nhìn cứ như là David Copperfield á. Bài tiếp thôi. Bay thôi mọi người. Giờ mới được đi vệ sinh. Mấy bạn ngồi im tại chỗ, không đi đâu cả. Bởi vì có một chiếc máy bay khác đang gạ đua cùng với máy bay của chúng ta. Mà phi công tôi thì chưa ngán một ai bao giờ. Anh không ngờ cái chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Hay quá vậy trời. Cảm ơn anh. Dạ ơi. Dạ. Đem cái tiết mục máy bay này vô trong cái show diễn của anh đi. Được không anh, tụi em giỡn không đó? Trời ơi, tụi em giỡn mà vui quá trời vui, anh thích quá. Được ha anh. Đem vô show diễn của anh nha. Rồi. Bây giờ anh ra gọi cho bà chị anh cái. Dạ. Vô chốt lịch với mấy đứa liền. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Tập bậy tí tôi. Biết rồi, bình tĩnh lại, đừng có lo hết trơn á. Dạ. Nghe xong đó, được đi châu Âu cái có mút tập dễ sợ. Dạ. Cả người yêu của
Anh Phan. Ủa? Cái gì vậy? Không sao, ra sợ không vui, té lấy tiếng cười trước đã. Trời ơi, thấy mặt mọi người vui vẻ quá là tập xong bài chung kết rồi đúng không? Hả? Trời ơi, em chuốt bài mới xong được chứ. Có chuyện vui ngang bằng chuyện đó luôn. Cái gì có chuyện vui hơn nữa hả? Là dạ, cái show ngày hôm nay chạy chương trình á, mà sao không anh? Có em đó em. Sao anh? Hồi show nói diễn ở Việt Nam xong sẽ book tụi anh đi. Đi châu Âu anh, đi châu Âu hết trơn anh ơi. Trời ơi, mình anh là không đi đó anh. À dạ. Ủa em biết mọi người diễn tiết mục gì luôn đó. Tiết mục gì vậy? Có tất cả nhưng thiếu anh. Thôi thôi, bây giờ mình vô tập bài đi anh. Giúp em với anh, chưa có bài sợ quá, lo quá rồi. Bây giờ á, mình sẽ tập cái tiết mục là Lưu Bình Dương Lễ. Dạ. Lưu Bình nè. Dạ. Dương Lễ nè. Dạ, dạ. Đây, đây, đây. Bây giờ cái lớp này là Dương Lễ, em làm quan rồi, Lưu Bình thì nghèo khổ. Dạ. Lưu Bình tới nhờ sự giúp đỡ, nhưng mà Dương Lễ lại đối xử... Không, đối xử tàn nhẫn, cho ăn cơm hẩm cà thiêu. Cảm giác lúc đó... Tức tối bực bội, đau đớn vô cùng anh ơi. Mày quá hiểu vai mày rồi đó. Rồi, làm đi. Mà mấy anh chị ơi, lần đầu tiên em được diễn cái dạng vai này á, cho nên là có gì á cái mấy anh chị chỉ em á, chứ đừng cắt vai em tội nghiệp. Cái thằng nhóc này tự tin lên, hiểu không? Dạ. Bài thi là bài thi anh thi chính, có gì là anh sẽ đỡ cho em hết. Dạ. Nha. Dạ. Em luôn luôn có anh ở phía sau em. Dạ. Em ngã đi. Em ngã. Anh đỡ em liền, hiểu không? Mạnh dạn lên nha cưng. Dạ dạ. Chơi. Dạ. Dạ. Em cứ thoải mái đi, mình anh em với nhau không mà giành giật gì của em đâu. Dạ. Đây nè. Không có giật dai mà anh giật cái chỗ ngồi em rồi đó. Ủa? Dạ, cái ghế này em na từ nhà lên cực lắm đó anh. Xong cả. Mình cũng đi diễn mà. Ủa da. Ông lấy tiền của ghế ngồi. Giỡn thôi giỡn. Xong. Xin lỗi, làm gì dữ vậy? Có cái ghế làm quá. Làm mệt đi ghê á. Rồi, tập đi. Tập đi anh, tập vô tập giùm em nha. Rồi, vô. Rồi, tập đi tụi anh chuốt cho. Em cứ thoải mái, sai anh chuốt cho. Rồi, dạ, dạ, dạ. Dương Lễ, Lưu Bình, người đói lắm đúng không? Người cần tiền lắm đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng 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 rồi. Người cần tiền để vui đầu vào canh bài gián bạc, mặc cho bóng đêm bao trùm cả một tương lai. Lưu Bình, nếu như ngươi muốn quay trở lại nơi đây thì phải giỏng lỏng cờ vàng, tiền ngô hậu ủng, chứ đừng quay trở lại đây với bỉ gãy ăn mài. Ủa, em làm sai gì hả anh? Anh ơi, anh qua chuốt bài cho nó đi anh. Ta chuốt cho anh. Sao anh đặng sao vậy anh? Thôi anh chạy trốn vậy. Không, được kêu anh chuốt cho nó, anh sợ anh lên anh chuốt cho nó chuốt ngược lại cho anh á. Nói gì vậy? Anh phát chuốt cắt lại cho nghe. Cái gì vậy, gì vậy? Tắc kè. Gì vậy? Anh là tắc kè, anh cũng biết chuốt mấy cái miếng này em ơi. Trời ơi. Anh ơi, còn sao anh ơi, vậy không anh chuốt cho em đi anh. Anh giỡn cái đó hoài và nó sợ. Giỡn cái gì nữa? Giỡn nó hoài. Không có giỡn nữa. Anh lạnh lo cho em đây nè. Bây giờ cái tiết mục chung kết là cái đêm quan trọng nhất này nè. Dạ. Bây giờ cái ga bạn diễn Mẫn nó diễn cỡ này, em diễn cỡ nào? Bây giờ cái ga diễn của mình phải diễn từ trên đầu diễn xuống em ơi. Diễn hổn luôn hả anh? Không, diễn hăng thôi, diễn hổn là bỏ nghề sớm em nha. Mình diễn hăng thôi. Dạ dạ, diễn hăng. Lưu Bình với Dương Lễ ngày xưa là bạn thân nói khốn. Dạ đúng rồi. Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng. Đó, hai cái người bạn này ngày xưa mình giúp đỡ là hết ruột hết gan. Dạ đúng. Bây giờ là mình khó khăn là mình quay trở lại mình gặp gỡ, nhưng người ta là ngoảnh mặt làm ngơ, người ta dạ, không giúp đỡ mình. Dạ. Cái này tâm trạng ở ngoài em là em nắm đầu em giả chặt mấy cái đúng không? Dạ đúng rồi. Mình thử sử dụng cái tức đó. Nó dạ. Mình ướm vào cái nhân vật của mình. Bây giờ anh ví dụ nè. Anh là Dương Lễ nè, ngày xưa đó em giúp đỡ anh, bây giờ nè anh gặp lại em nè, đúng rồi, bơm tâm lý lên, bơm lắm, bơm nhiều vô đó. Ơ kìa, Lưu Bình, mày là thằng con, mày nhìn tao hả mày, hả mày, mày nhìn tao hả? Mày cần thì tao có, khi mày khó thì có tao, tao xem mày như đứa bạn thân, còn mày xem tao như một đứa đần, tìm đến tao khi mày cần rồi biết dần, khi hết chuyện lúc bình thường thì gắt bó, khi khốn khó thằng ai nay lo. Hảo bạn Lưu Bình on the mic, hip hop never die. Anh ơi, thí sinh tát em. Trời, thấy anh bỏ thời gian công sức em chuột cho nó mà. Thôi thôi không sao, đừng lo, ngồi xuống nghỉ ngơi đi em. Dạ. Nè. Trời. Anh nói em nghe. Dạ. Chỗ này tâm lý đàn ông dạ. Khi mà người ta gặp cú sốc lớn như vậy á, dạ. Người ta không nói, nghe cái cần cổ, nghe cái cần cổ không nói nên lời. Nói được. Em diễn anh cái tâm lý đó đó. Dạ dạ dạ. Nhớ nha. Dạ. Lấy tâm lý. Kép đẹp người ta ít thoại lắm. Nói là câu nêu. Dạ câu nêu. Dạ. Rồi ba. Dạ dạ dạ. Hai.
Một chứ diễn... đừng quay trở lại đây với bị gãy ăn mày. Đúng rồi, từ từ thôi, đủ tâm lý rồi mình hả Thoại. Rồi xoay mặt ra cho lại mặt nè. Đúng rồi. Hay quá em ơi, cái cục nghẹn ngay gần cổ. Rồi khi thấy đủ rồi mình ngã Thoại ra. Thoại đi em. Bị gì á? Ở cha. Lấy cái chanh, cái chanh. Cắn lưỡi rồi, nó cắn lưỡi. Vô. Chua vậy? Chanh mà. Sao mẹ? Em diễn mà, sao vậy? Diễn gì như động kinh vậy trời. Tức cái mạng ở đây không có nói được. Em cứ móc cục tức ra để em thoại tiếp á. Mình thi kịch nói á em. Dạ. Rồi em không nói rồi có kịch đâu coi. Quá mệt mỏi rồi. Trời em ơi, tạo mà anh. Em ơi bây giờ em diễn như vậy diễn ngoài hình quá. Mình bớt thoại, bớt ngoại hình. Dạ. Diễn từ tâm. Thậm chí bằng ánh mắt thôi khán giả cũng cảm nhận được cái nỗi đau của mình. Dạ, đúng rồi. Ráng lên nha, ráng lên. Dạ, dạ. Chơi. Rồi tiếp đi. Dạ. Chứ đừng quay trở lại đây với bị gãy ăn mày. Hay quá mọi người, quá tuyệt vời. Đủ bên trong hay thoại nha. Tốt chà. Lắm, tốt lắm. Đó. Cứ từ từ cảm bên trong đủ đi hay thoại. Không có gì gấp hết. Ê, nó biết khắc phục nha, nó bớt ngoại hình. Chứ đừng quay trở lại đây với bị gãy ăn mày. Hay quá. Ê Mẫn, hình như là cái tâm lý tức của nó dẫn lên tới ù tai luôn á. Mày lại nó thẳng vô tai nó. Nói lại câu neo đi em. Ừ. Chứ đừng quay trở lại đây với bị gãy ăn mày. Ăn mày. Mày đổi tuồng anh ơi. Tuồng gì vậy em? Tuồng gì? Hòn giọng phu quá đá. Trời ơi trời. Ổn không? Ổn. Em diễn mà anh. Ủa diễn cái gì vậy? Nãy giờ em mệt em đứng em ngủ hả? Đâu có. Em diễn từ trong tâm, tức trong tâm. Ủa tức trong tâm là diễn vậy hả? Ừ. Trời ơi đã nói rồi mình diễn kịch nói. Em không nói có kịch đâu mà coi. Ủa thí dụ bây giờ mày diễn vui trong tâm mày diễn sao? Đau trong tâm. Buồn trong tâm. Quằn trong tâm. Đắc nhân tâm. Ủa chứ diễn sao? Em ơi em phải diễn trong tâm em. Ủa, diễn ra cho em làm lại đi. Nghe nói nè, mình bỏ cái show đi châu Âu ra một bên ha. Mình dạ. Tập trung cho cái đêm chung kết, cái đêm quyết định. Thấy không? Dạ dạ. Các thí sinh khác rất là mạnh. Nay em sao đó anh không hiểu nữa. Một cho, cho. Tốt lắm mà. Thôi nó nghe nè, nó nghe nè. Tập lớp tiếp theo nha. Lớp nào? Hả? Lớp nào? Cái lớp ăn cơm đi, cái này để em chuốt lại sao? Lớp ăn cơm hả? Chị được diễn rồi, Hỗ trợ chị đi cưng. Lấy tâm lý chỗ này là lớp ăn cơm hẩm gà thiêu. À, tâm lý em hiểu rồi đó. 3 2 1. Diễn. Cơm của ngươi đây, ăn đi rồi về. Đúng rồi mấy ơi. Đồn tâm lý lên đủ hay thoại. Đối xử tệ bạc với mình cho ăn cơm. Dương lại. Ta không ngờ tình nghĩa đẩy quýnh bao nhiêu năm trời. Hay quá, lên đó. Để bây giờ ngươi đối xử tàn nhẫn như ta như vậy. Đúng rồi nha. Giao đãi với cái bàn cơm, mâm cơm. Ngươi đãi với ta bằng mâm cơm hẩm gà thiêu. Hớt mâm cơm. Hớt mâm cơm. Đúng rồi, tức giận. Cái này mình ăn là mình nhục. Hớt đi. Hớt đi. Hớt mâm cơm. Hớt mâm cơm cho anh. Hớt mâm cơm chà. Dạ hớt. Anh có quá trình để nó khá sáng tạo. Ủa nhưng mà nó đâu có đúng phải hớt mâm cơm. Ông ơi, cái này là sáng tạo của giới trẻ bây giờ. Là tức là mình hớt mà nó quá bình thường đi. Bây giờ mình nhai mà mình không nuốt. Đó, mình nhai xong mình lại trước mặt của Dương Lễ. Nó đau hơn. Hay quá trời ơi. Có nghĩa là diễn không theo lối mòn. Đúng rồi, nó càng đau càng dơ luôn. Đúng. Rồi, ăn vậy thì ăn đi rồi phun ra nha. Đúng rồi. Phun ra. Ê nó diễn kỹ, nó diễn kỹ. Sao nó liếm luôn cái tô kìa. Nó liếm sạch hết tình nghĩa anh em. À. Ý đồ hết đó. Nó vét luôn á. Ê cái tô nó bóng luôn. Bóng loáng luôn. Rất bóng luôn. Em diễn xong rồi mà. Ủa ơi, lớp phun ra đâu em? Rồi cái lúc mà hất của anh đâu? Tôi hất làm chi? Ủa sao không hất? Cà tím nước màu hành ngon lắm. Cái gì vậy chà? Diễn lớp đi. Sao vậy chuẩn bị đạo cụ có nhiêu đó, nó ăn hết, lấy gì nữa tập. Thôi nghỉ đi. Thôi mọi người đừng có căng mà tập bài phải giỡn mới vui ha. Của em đi chị. Chuyển qua tới lớp của em với chà đi ha. Hôm nay ta nhất quyết phải xé bức tranh này. Kìa, Châu Âu được. Châu Âu ngoài phố mới đi. Châu Lạc. Thôi nghe chị, nhịn, bỏ qua. Cái gì vậy chà? Chà. Bây giờ cái đẹp mà em diễn cái gì là chết rồi. Em làm đúng giùm anh đi. Em bị phân tâm quá, nhiều thứ trong đầu em quá. Trong tim anh thì bây giờ mình phải thoải mái.
thoải mái, làm hài không được căng. Ờ. Căng là không thể làm hài được. Giỡn thôi, giỡn đi, giỡn đi. Thả thôi, thả thôi. Được rồi, rồi. Phải thoải mái lên, vui vẻ lên. Anh Mạc Đình vui tới nè. Gì anh? Mình chốt ngày rồi. Ủa ngày mấy vậy? 21 tháng 4. Anh nói ngày mấy đi. 21 tháng 4. Ủa sao vậy? Thi chung kết cười xuyên Việt. Trời ơi anh. Trời ơi, có sao mà anh thôi chết rồi. Ủa rồi anh chốt hết rồi. Anh Trời ơi, anh gọi về bển chốt show hết rồi em ơi. Anh ơi, mình đổi sang 28, 29 được không anh? Không được em, không được em. Trời ơi, show anh đã chốt hết rồi, khách khứa anh mời hết rồi. Bây giờ quỷ ra đâu có được đâu em. Anh gắng giúp em đi anh, chứ cuộc thi này quan trọng với em không có bỏ được đâu anh. Thôi bây giờ vậy, từ đây tới đó thời gian còn dài, suy nghĩ kỹ đi nha. Dạ dạ. Có quyết định rồi gọi cho anh. Dạ dạ dạ. Tiếc quá. Anh về cẩn thận nha anh. Trời ơi. Dạ. Anh bỏ xô cho mình thời gian suy nghĩ mà. Dạ. Em đi diễn ở châu Âu đi. Cái gì vậy nhà? Ê mày nói gì vậy? Tự nhiên nó đi thi suốt bao nhiêu thời gian nay, bây giờ mày kêu gì vậy? Mày tào lao quá nhỉ? Chị... Ủa sao tự nhiên cúp điện vậy? Ủa cúp điện nó thôi vậy? Ê thôi nó nghe nè, bây giờ mình đổi địa điểm đi. Bây giờ cúp điện rồi thôi, về nhà chị tập đi. Được không? Bên nhà chị sân rộng lắm, qua bển tập đi cho thoải mái. Hả? Dạ, đi, dạ, đi, dạ, đi, dạ. Đi qua nhà chị. Thời gian rồi lẹ đi. Thôi, dọn dẹp đồ đi. Mấy đứa ơi, em không hiểu nổi mọi người luôn á. Gì vậy? Mọi người sao vậy? Mọi người nó thương Năm Trà sao không kêu nó đi diễn ở châu Âu đi? Chị không cần em nghĩ cho mọi người, chỉ cần em nghĩ cho bản thân em thôi. Em vào chung kết, em nghĩ coi em có bao nhiêu phần trăm em trở thành quán quân. Em biết một tiết một chiến thắng, một tiết một quán quân gồm có những gì không? Tài năng, tiền bạc, công sức, thời gian, nước mắt, mồ hôi. Sao em ích kỷ với bản thân em quá vậy? Cái cơ hội nắm chắc trong tay mà em không nắm lấy là sao? Suy nghĩ kỹ đi em. Em cần gì và nên làm gì lúc này? Chị về trước. Chị. Dạ mấy anh chị em về trước. Chị Nhã ơi, chị Nhã. Alo. Alo, con nghe nè. Tao biết mày phải đi show kiếm tiền, nhưng mày phải nghĩ cho tao chứ, tới ngày trả bài thầy rồi mày. Nhưng mà tao... Mày kiếm khác mày... đi. Ê, Tâm ơi. Alo. Mẹ ơi, mẹ về chưa? Mẹ với con đi. Mẹ biết rồi, mẹ về liền. Con ngủ đi nha. Alo, mẹ con nghe. Tối nay khỏi chờ cửa, con qua nhà chị Mai Ca tập cho Năm Trà. Biết rồi, ăn uống mà không có để ốm nữa đâu. Rồi. Chị Mai Ca, nhà có con nhỏ rồi, tụi em qua tập có ồn không? Mấy chị ơi. Qua đi. Dạ. Bữa nay tập bài quải quá, ai cũng mệt hết trơn rồi. Hay là bữa nay mình dừng ở đây đi được không? Rồi bữa sau mình tính tiếp nha. Ok, vậy thôi, dạ, nãy dạ. Giờ nghỉ ngơi. Mai tập tiếp nha. Dạ dạ. Thủ về nha mọi người. Đi về lại nè. Suốt 8 năm qua, tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Phục vụ hiện trường, hóa trang, phục trang, lo cơm nước, quần áo, chăm sóc cho diễn viên từ chính tới phụ. Chưa bao giờ tôi than vãn, chán nản về công việc của mình. Tôi hạnh phúc khi thấy anh em ở trong trường quay. Đôi khi tôi ngây ngô đến nỗi tự nhẩm lời diễn viên đang thoại, tự diễn theo các nhân vật. Vì tôi luôn ao ước một ngày nào đó người ta gọi tôi với cái tên diễn viên Năm Trà.
dò sông dò bể dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Dương Lệ, người đối đãi với ta như vậy sao? Đến ngày hôm nay người đãi ta bằng mâm cơm ấm cà thiêu. Cơm ấm cà thiêu. Lưu Huynh, Lưu Huynh, Lưu Huynh ơi, lòng của đệ có đất trời chưng giám. Đệ chỉ muốn nhờ mắm cơm ấm cà thiêu để đưa Lưu Huynh về nơi cửa khổng sân trình. Châu Long, tất cả những thứ ta có ngày hôm nay là nhờ ơn của Lưu Huynh. Ta xin nàng, ta xin nàng hãy gửi giùm cho Lưu Huynh một tia hy vọng. Châu Long ơi, nếu Lưu Huynh được lời khuyên nhủ của nàng chuyên tâm dùi mài kinh sử, thì ta ắt hẳn rằng một ngày nào đó Lưu Huynh sẽ được ghi tên lên bảng vàng. Châu Long ơi, Châu Long, tất cả là nhờ nàng. Sao khùng dữ vậy? Ủa sao mọi người không về đi? Về thì làm sao thấy được cảnh này hả cha? Chị Nhã nói những cái lời đó không phải làm nhục chí em đâu, mà chị chỉ muốn tốt cho em thôi chà. Chị sợ em thấy xong em không được quán quân. Anh ơi, em biết là mọi người rất là thương em, nhưng mà cảm giác làm phiền mọi người em sợ lắm. Em sợ làm phiền mọi người lắm. Em làm phiền tất cả những người ở đây. Em làm phiền mọi người tốn thời gian suy nghĩ kịch bản chuốt mãn miếng cho em. Em cứ làm phiền mọi người, bởi vì mọi người ở đây tự nguyện cho em làm phiền mà. Mình là anh em đồng nghiệp mà cha. Anh Nhã vô nè. Anh cha, chị Nhã ở đây nè. Chị chưa về. Vô tập bếp đi.